rể quý trời cho. Chương 1001, tin tưởng khoa học. Biên giới nước Sê-ơ-rô và nước Sa. Ở trong một hang núi, từng cơn gió lạnh thổi qua, vừa hoang vắng vừa tịch liêu. Một tiếng xé gió vang lên ở nơi đây, trong nháy mắt, một bóng người đã xuất hiện trong hang núi. Người đến chính là Quý Trường Thanh, từ sau khi rời khỏi thành phố Mers, ông ta một lần nữa đi tới Bắc Cảnh, tìm kiếm con đường mà người thần bí kia đến trái đất. Sau khi đi đến hang núi, trên tay ông A tạo ra một dấu tay phức tạp, sau đó một sức mạnh tinh thần được phóng ra, bao phủ lấy cả hang núi. Tuy ông ta vẫn chưa thức tỉnh thân hồn, nhưng là một cao thủ bước nửa chân vào thần cảnh, Quý Trường Thanh đã có thể sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành dò xét đơn giản xung quanh rồi. Tuy cách tra xét này không thể không có chút sơ hở nào giống như thân niệm, nhưng muốn tra ra sự khác lạ của cảnh vật xung quanh vẫn rất dễ dàng. Chưa được mấy giây, Quý Trường Thanh đi tới trước một bãi đất trống, một bàn tay sờ soạng đến phía trước, chỗ không khí đó đột nhiên xuất hiện gợn sóng, có vẻ vô cùng kỳ lạ. Tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, xem ra chỉ là một con đường loại nhỏ, để một người tới đây đã là giới hạn rồi, nếu có một người nữa muốn đi ra từ trong đây e rằng phải đợi thêm 2-3 năm nữa, Quý Trường Thanh lấm bấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó ông ta lấy ra mấy tấm giống như lá bùa từ trong quần áo ra, sau khi bấm một vài ấn pháp phức tạp, mấy lá bùa này lập tức bay lên không trung, phóng ra những sức mạnh kỳ lạ. Trong bầu không khí vốn trông rất bình thường xuất hiện sự dao động, sau đó một lốc xoáy màu đen xuất hiện. Những lá bùa kia phân bố ở xung quanh lốc xoáy, sau đó tạo thành một hình dạng phức tạp, trực tiếp phong ấn cái lốc xoáy kia. Sau khi làm xong những chuyện này, Quý Trường Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, có những sự chuẩn bị này, cho dù người của Thương Nguyên giới bên kia còn muốn lợi dụng con đường này, Quý Trường Thanh cũng có thể lập tức cảm nhận được. Hơn nữa bên trên những lá bùa phong ấn này cũng có sức mạnh rất lớn, một khi có người sử dụng con đường này, sức mạnh phía trên lá bùa sẽ lập tức nổ tung, khiến con đường trở nên không ổn định. Như vậy dù sức mạnh của lá bùa không thể giải quyết người muốn đi qua con đường cũng đủ khiến bọn họ sợ đến mức không dám đi qua rồi. Một con đường không ổn định là thứ rất dễ giết chết người ở trong đó. Sau khi phong ấn xong, Quý Trường Thanh lấy một cái bộ đàm ra từ trong quần áo của mình, làm theo lúc trước Phương Tôn chỉ cho ông ta, sau khi bấm hai cái thì nói với bên trong một câu, bên phía tôi đã chuẩn bị xong, mọi người có thể định vị rồi. Đã nghe, bên kia bộ đàm lập tức có giọng nói vang lên. Ngay sau đó, trong một căn phòng có vô số máy tính ở bộ phận tổng chỉ huy Bắc Cảnh, vài người đã thông qua tín hiệu trên bộ đàm tìm thấy vị trí của Quý Trường Thanh một cách chính xác. Sau đó trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện bóng dáng của Quý Trường Thanh lúc này và tình hình xung quanh ông ta. Sau một vài thao tác, một máy phóng trên lửa đạn đảo trong căn cứ quân sự Bắc Cảnh bắt đầu chuyển động, phóng về phía của Quý Trường Thanh. Sau này chỉ cần bên phía đường nối xuất hiện động tĩnh lạ gì, máy bản tên lửa này sẽ khởi động, phóng đạn đạo ra phá hủy đường nối kia bất cứ lúc nào. Có những chuẩn bị này, nước C không cần lo lắng chuyện bị Thương Nguyên giới xâm lấn nữa. Tên lửa đạn đạo đã chuẩn bị xong, ông Quý có thể về rồi. Trong bộ đàm có âm thanh vang lên, Quý Trường Thanh cười nhìn thoáng qua bộ đàm trong tay mình, nở một nụ cười tươi. Xem ra mình thật sự không theo kịp thời đại rồi, xã hội hiện đại, dù cách nghìn dặm cũng có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, đây hoàn toàn là chuyện ở thời đại của ông ta không dám nghĩ tới. Xem ra thật sự phải tin tưởng khoa học. Quý Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, thả người nhảy lên ngọn núi mấy chục mét, biến mất khỏi nơi này. Núi Côn Luân, tổng bộ của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện đi qua kiến trúc trong hang núi, chưa bao lâu đã đi tới trước một căn phòng. Anh giơ tay gõ cửa phòng, bên trong vang lên một giọng nữ dịu dàng. Mời vào. Lâm Thanh Diện đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc xinh đẹp, phong thái yểu điệu, một ánh mắt có thể câu hồn vô số đàn ông đang ngồi trong phòng. Anh lập tức ngây người, tưởng mình đi nhầm phòng, còn cố ý xoay người ra ngoài nhìn thoáng qua dãy số phòng, liên tục xác nhận mấy lần mới biết mình không đi nhầm. Chào cô, tôi tìm Chu Tước, tôi nhớ trước kia nơi này là phòng làm việc của cô ta, không biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trong phòng hỏi một câu. Chu Tước ngồi trước bàn nhìn thấy người đẩy cửa đi vào là Lâm Thanh Diện cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, như sau khi nghe thấy lời nói của anh, sự ngạc nhiên trong lòng cô ta lập tức biến thành lửa giận. Cô ta đập mạnh lên bàn, la to với Lâm Thanh Diện, anh cái tên chết tiệt này, bà đây chỉ thay một bộ đồ, trang điểm lên thôi. Mà anh đã không nhận ra tôi rồi hả?
Lâm Thanh Diện bị tiếng giống giận của người phụ nữ xinh đẹp này dọa sợ, sau đó vội vàng cẩn thận nhìn chằm chằm cô ta, phát hiện người này đúng thật là Chu Tước. Vì khi nãy không nhìn kỹ, hơn nữa bây giờ Chu Tước quá khác với trước đây, cho nên anh mới không thể nhận ra ngay. Không, thật ngại quá, phong cách của cô bây giờ khác với lúc trước quá, trong chốc lát tôi không nhận ra được, Lâm Thanh Diện vội vàng nói. Nếu phong cách của Chu Tước trước kia là không thèm để ý đến hình tượng, tính tình táo bạo giống một con cọp mẹ, thì cô ta bây giờ là một người phụ nữ quyến rũ, tràn đầy sức hấp dẫn. Hơn nữa tiếng nói kêu mời vào của cô ta khi nãy cũng khá dịu dàng, so sánh với Chu Tước trước đây hoàn toàn giống như hai người vậy. Nếu không phải khi nãy Chu Tước lại biến thành cọp mẹ một lúc, chưa chắc Lâm Thanh Diệp có thể nhận ra cô ta. Chu Tước xa xăm mặt nhìn Lâm Thanh Diện, từ lần trước sau khi tạm biệt Lâm Thanh Diện trở về, cô ta bắt đầu giống những cô gái khác, ăn diện hơn. Bắt đầu từ khi đó, Chu Tước biến thành một phong cảnh đẹp rạng rỡ trong tổng bộ chúng thần điện, mỗi ngày đều có vô số người chạy đến nhìn lén dung nhan của cô ta, số người theo đuổi Chu Tước cũng nhanh chóng tăng vọt, xếp hàng cũng xếp không hết. Mà lý do cô ta thay đổi như vậy là vì, một tên không có mắt nhìn. Chẳng lẽ tôi không thể mặc quần áo đẹp à? Tôi không thể trang điểm à? Chu Tước tức giận hỏi. Lâm Thanh Diện cười xấu hổ nói, đương nhiên có thể, lúc trước là tôi không nhìn kỹ, cô đừng để trong lòng. Sao anh trở về rồi? Đến lấy ngưng hồn ngọc sao? Chu Tước tức giận hỏi. Chúng thần điện vẫn chưa có được tin tức về chuyện của Lâm Thanh Diện ở phố Mers, Quý Trường Thanh cũng không báo tin, cho nên không ai biết chiến tích vẻ vang của anh và chuyện anh đã nhất chức điện chủ của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua Chu Tước, cất lời, một là vì lấy ngưng hồn ngọc. Một cái khác, là trở về tuyên bố chuyện tôi đã tiếp nhận chức vụ điện chủ của chúng thần điện. Chương 1002. Ô, Chu Tước nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó muốn lấy ngưng hồn ngọc ra. Cô ta vừa nâng tay mình lên, cả người chợt cứng đờ, sau đó trợn to mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Khi nãy anh vừa nói gì? Cô ta nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, tưởng khi nãy mình nghe nhầm rồi. À, tuyên bố chuyện tôi tiếp nhận vị trí điện chủ, Lâm Thanh Diện lặp lại lần nữa. Chu Tước đứng phất dậy, đập bàn la to, anh nói cái gì? Anh muốn tiếp nhận chức vị điện chủ á? Lâm Thanh Diện gật đầu, trong lòng cũng sớm đoán trước Chu Tước sẽ có phản ứng như thế. Lâm Thanh Diện, chuyện thế này không thể tùy tiện nói đùa được đâu, anh mau nói tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Chu Tước sắc mặt nặng nề nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhún vai nói, không đùa. Là ông Quý chính miệng nói với tôi đây. Sau đó anh lấy điện chủ lệnh ra cho Chu Tước xem. Lúc nhìn thấy điện chủ lệnh, Chu Tước cũng trợn mắt, theo quy tắc của chúng thân điện, thấy điện chủ lệnh như gặp điện chủ, Lâm Thanh Diện đã lấy thứ này ra rồi có lẽ thật sự không phải nói đùa. Nhưng cô ta nghĩ mãi không ra, lúc này chưa được bao lâu mà Lâm Thanh Diện đã tiếp nhận vị trí điện chủ rồi, thật sự hơi khó tin. Lần trước trở về, cô ta nghe từ chỗ ba và anh trai chuyện Lâm Thanh Diện được quyết định là người được chọn cho vị trí điện chủ tiếp theo, lúc đó cô ta đã khiếp sợ lắm rồi, vì Lâm Thanh Diện vừa gia nhập chúng thần điện không bao lâu đã được quyết định là người được chọn, đây là chuyện không thể nào trong lịch sử của chúng thần điện. Kết quả bây giờ chưa trôi qua bao lâu, Quý Trường Thanh đã chuyển vị trí điện chủ cho Lâm Thanh Diện luôn, tốc độ này có hơi nhanh rồi. Vì sao lúc này điện chủ lại chuyển vị trí lại cho anh? Chẳng lẽ ông ấy... Trên mặt Chu Tước hiện lên chút lo lắng. Chuyện ngôn tình. Cái này cô không cần phải lo, bây giờ tình huống của ông ấy cũng không tệ lắm. Ông ấy đưa vị trí điện chủ này cho tôi cũng là vì chuyện chúng ta gặp phải ở nước xa, có lẽ các cô sẽ nhanh chóng có được tin tức bên kia thôi. Trước mắt ông ấy đưa vị trí này cho tôi, chuyện của chúng thần điện vẫn là do ông ấy xử lý, tất cả đều giống như trước đây. Lâm Thanh Diện giải thích. Chu Tước lập tức nhíu mày hỏi, anh đi nước xa với điện chủ à? Khoảng thời gian này cô ta nghe nói nước xa đã xảy ra chuyện lớn, nhưng cụ thể là chuyện gì thì vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói thế, cô ta cảm thấy e rằng chuyện kia có liên quan đến Lâm Thanh Diện và Điện Chủ. Dù sao trong nhận thức của ta, Lâm Thanh Diện đi đến đâu, ở đó sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng nói, tình huống cụ thể thế nào đợi lát nữa rồi nói, cô triệu tập cấp cao của chúng thần điện giúp tôi trước, để tôi tuyên bố chuyện này. Chu Tước hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến việc Lâm Thanh Diện cầm điện chủ lệnh, mệnh lệnh của anh cũng tương đương với mệnh lệnh của điện chủ, cô ta không thể cãi lại. Tôi lập tức đi thông báo với bọn họ đây, nhưng mà... Tôi vẫn đề nghị anh đợi sau khi điện chủ trở về hãy nói chuyện này,
gần đây nhận xét về anh ở Chúng Thần Điện không được tốt lắm, Chu Tước nói. Lâm Thanh Diện hơi sửng sốt, cất tiếng hỏi, nhận xét không tốt. Vì sao? Thật ra trước khi anh trở về, tổng bộ bên đây cũng đã có lời đồn anh trở thành người được đề cử cho vị trí điện chủ đời tiếp theo, thái độ của mọi người với chuyện này có sự khác biệt rất lớn, dù sao anh cũng còn quá trẻ, hơn nữa trước khi anh xuất hiện, mọi người vẫn cho rằng người được chọn cho vị trí điện chủ đời tiếp theo là trưởng lão Tần Chính. Cho nên thái độ của những người ủng hộ trưởng lão Tân Chính trong tổng bộ với anh sẽ không được tốt lắm, bọn họ cảm thấy anh còn quá trẻ, không có tư cách làm người được đề cử. Kết quả bây giờ anh muốn tuyên bố anh đã tiếp nhận vị trí điện chủ, chuyện này tuyệt đối là một quả bom nặng ký với bọn họ, đến lúc đó chắc chắn người ủng hộ trưởng lão Tân Chính sẽ làm khó anh. Hơn nữa theo tôi được biết, trưởng lão Tân Chính cũng rất có ý kiến với anh, ở Chúng Thần Điện, ngoài điện chủ ra, ông ta là người có lai lịch nhất. Theo lý thuyết cho dù điện chủ muốn tìm điện chủ mới cũng nên tìm ông ta. Trưởng lão Tân Chính tính tình táo bạo, bây giờ anh nói với ông ta anh đã tiếp nhận vị trí điện chủ, nếu ông ta tức giận quá, ra tay với anh cũng không chừng. Cho nên tôi đề nghị anh vẫn nên đợi điện chủ trở về rồi nói chuyện này sau. Chu Tước nghiêm túc giải thích tình huống trước mắt với Lâm Thanh Diện. Sau khi nghe xong, trên mặt Lâm Thanh Diện cũng hiện lên một nụ cười khổ. Không ngờ trong nội bộ Chúng Thần Điện còn có tranh chấp như thế. Quả nhiên nơi nào có người nơi đó có giang hồ, mọi người đều sẽ vì tư tưởng hoặc lợi ích khác nhau mà đứng về phía đối lập. Nếu là trước đây, nghe thấy lời Chu Tước nói, chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ đợi Quý Trường Thanh về, để Quý Trường Thanh đi nói chuyện này. Dù sao nếu trưởng lão Tân Chính kia thật sự nổi giận, anh chắc chắn không thể chịu đựng được. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, Lâm Thanh Diện đã trở thành cao thủ hóa cảnh đỉnh phong. Dù là ở trong Chúng Thần Điện, cũng chỉ mỗi Quý Trường Thanh có thể thắng được anh thôi. Hơn nữa dưới trạng thái liều mạng, Quý Trường Thanh có phải đối thủ của Lâm Thanh Diện không thì vẫn chưa chắc. Cho nên anh không cần phải sợ. Nếu trưởng lão Tần Chính này thật sự muốn làm khó anh, Lâm Thanh Diện sẽ dùng thực lực khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Không sao, cô chỉ cần thông báo với bọn họ là được, Lâm Thanh Diện cất lời. Thấy anh kiên trì như thế, Chu Tước cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể thông báo với cấp cao của Chúng Thần Điện đến phòng họp. Chẳng mấy chốc, trong phòng họp của Chúng Thần Điện đã ngồi đầy người. Lâm Thanh Diện đứng khoanh tay ở chỗ đầu trước bàn trong phòng họp, chờ đợi mọi người ngồi xuống. Mỗi một người bước vào phòng đều sẽ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, bọn họ đều không ngờ người triệu tập cuộc họp hôm nay là Lâm Thanh Diện. Ba anh em Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ đi vào phòng họp, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, ánh mắt đều sáng ngời. Ba người lập tức đi về phía Lâm Thanh Diện, Thanh Long cười nói, Lâm Thanh Diện, chắc cậu đã nhìn thấy em gái của chúng tôi rồi đúng không? Gần đây vì cậu mà con bé bắt đầu biết ăn diện rồi, cậu nhất định phải suy xét nhé, con nhóc này ăn diện lên thật sự đẹp như thần tiên vậy, nếu bỏ lỡ thì phải hối hận cả đời đấy. Lâm Thanh Diện đen mặt, cất tiếng nói, ba vị tiên bối vẫn nên ngồi xuống mau đi. Lúc này Chu Tước đi tới, chừng ba người Thanh Long. Nghiến răng nói, ba anh lại nói gì với Lâm Thanh Diện rồi. Ba người đều cười hì hì, vội vàng ngồi xuống bàn, tránh Chu Tước lại trở về trạng thái cọp mẹ. Một lúc lâu sau đó, trong phòng họp ngồi đầy người, lúc này, một bóng người cuối cùng bước vào trong phòng họp, chính là Tần Chính với khuôn mặt già nua. Tần Chính nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, ánh mắt lạnh như băng, hừ một tiếng rồi nói, cuộc họp của Chúng Thần Điện đến lượt một tiểu bối như cậu triệu tập từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự tưởng mình có chút thiên phú là có thể hô mưa gọi gió ở đây rồi sao? Chương 1003, tôi có thể nhận lời khiêu chiến của bất cứ một ai trong các người. Lâm Thanh Diện thấy Tân Chính vừa đến đã mang theo mùi thuốc súng nồng đậm như thể, trong lòng coi như đã hiểu vì sao Chu Tước lại khuyên anh đợi Quý Trường Thanh về rồi hãy nói chuyện này. Anh cũng không tức giận vì lời nói của Tân Chính, mà bình tĩnh cất lời, tiên bối ngồi xuống trước đã, sau đó tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trước bàn. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện của những người ủng hộ Tần Chính cũng trở nên không tốt. Hội nghị cấp bậc thế này, bình thường chỉ điện chủ mới có tư cách triệu tập, danh con, đừng nói cậu tưởng rằng địa vị của mình ở Chúng Thần Điện tương đương với điện chủ rồi nhé. Đúng là ngông cuồng, mới gia nhập Chúng Thần Điện chưa bao lâu đã dám sử dụng quyền của điện chủ, Chu Tước, cô cũng thế, lại còn giúp cậu ta triệu tập mọi người. Chẳng lẽ cô không biết rõ địa vị của cậu ta sao? Chu Tước tỏ vẻ khó xử, vừa định giải thích thì Lâm Thanh Diện vỗ tay, cất cao giọng nói, tôi biết có lẽ mọi người sẽ thấy khó hiểu vì việc tôi triệu tập cuộc họp hôm nay,
nhưng sở dĩ tôi triệu tập cuộc họp này là vì muốn nói với mọi người, ông quý đã chuyên vị trí điện chủ lại cho tôi rồi. Câu nói này của Lâm Thanh Diện giống như sấm sét nổ vang bên tai mọi người vậy, tất cả mọi người ở đây đều mở to mắt, tưởng mình nghe lầm rồi. Danh con, cậu có biết nói ra những lời đại nghịch bất đạo, rõ ràng là đang lừa gạt mọi người thế này sẽ có hậu quả gì không? Thật tức chết đi được mà, hôm nay thằng nhóc này gọi chúng ta đến đây là để đùa giỡn chúng ta à, cho dù điện chủ có nhìn chúng thiên phú của thằng nhóc này cũng không thể truyền vị trí điện chủ cho cậu ta vào lúc này được. Tôi thấy chắc cậu ta đang tự tìm đường chết thì có, theo quy tắc của chúng thân điện, người giả mạo điện chủ giết chết cũng không quá đáng. Có không ít người đập bàn đứng lên, trừng Lâm Thanh Diện, lên án hành vi của anh. Tần Chính cũng nheo mắt lại, trên người phát ra khí thế sắc bén, nhìn ra được ông ta cũng bị lời nói của Lâm Thanh Diện chọc giận. Danh con, cậu nói lời này rốt cuộc là có dụng ý gì? Nếu hôm nay cậu không thể cho mọi người một lời giải thích, làm trưởng lão, e rằng tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu, Tần Chính lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện thấy phản ứng của mọi người cũng lắc đầu, cất lời, những gì tôi nói đều là sự thật, nếu mọi người không tin thì có thể xem thử thứ này. Nói xong, anh bèn lấy điện chủ lệnh ra. Mọi người nhìn thấy điện chủ lệnh trong tay Lâm Thanh Diện, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Đó là điện chủ lệnh, chẳng lẽ thằng nhóc này nói thật ư? Nhưng như thế không hợp lý, sao điện chủ có thể tùy ý giao điện chủ lệnh cho một thằng nhóc 20 mấy tuổi như thế được? Mọi người nói xem, điện chủ lệnh này có khi nào là cậu ta trộm được không? Thấy mọi người vẫn tỏ vẻ không tin, Lâm Thanh Diện lại lấy ra một bức thư viết tay, mở ra trước mặt mọi người. Nếu mọi người vẫn không tin thì có thể xem bức thư viết tay này, đây là ông quý tự viết. Tần Chính ở một bên lập tức giành lấy thư viết tay trong tay Lâm Thanh Diện, xem kỹ một lượt. Đây thật sự là chữ viết của Quý Trường Thanh, hơn nữa với công lực nhiều năm của Quý Trường Thanh, cho dù người khác muốn giả chữ viết của ông ta cũng khó. Thứ này là vì Quý Trường Thanh đoán trước một vài chuyện có thể sẽ xảy ra, cố ý giao cho Lâm Thanh Diện. Tần Chính đọc xong, những người khác ở đây cũng bắt đầu đọc bức thư viết tay kia, sau khi đọc xong, trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Ba anh em Thanh Long đều khó tin nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, bọn họ luôn khá có thiện cảm với Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện đột nhiên nói mình tiếp nhận vị trí điện chủ, thật sự khiến người ta quá ngạc nhiên. Em gái, xem ra ánh mắt của em đúng lắm, chưa được bao lâu mà thằng nhóc này đã từ người được đề cử trở thành điện chủ rồi, nếu em có thể gả cho cậu a, sau này sẽ thật sự xem như bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng luôn, Thanh Long nhỏ giọng nói một câu với Chu Tước. Chu Tước lập tức chừng hắn ta một cái, sao hả? Chẳng lẽ anh nói em là gà rừng à? Thanh Long thoáng sửng sốt, lập tức hỏi, nếu là trước kia, em sẽ lập tức phản bác suy đoán của anh, sao bây giờ nghe ý của em lại giống như thừa nhận vậy? Hai người Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng cười xấu xa nhìn Chu Tước, giống như trưởng bối cuối cùng cũng đợi được ngày con cháu nhà mình tìm thấy đối tượng. Mặt Chu Tước lập tức trở nên đỏ ửng, chừng ba người bọn họ một cái. Căn răng nói, nếu các anh còn nói nhảm nữa thì em sẽ không khách sáo đâu. Nói xong, cô ta giơ nắm đấm nhỏ của mình lên trước mặt ba người. Ba người Thanh Long thấy thế vội vàng im miệng lại. Sau khi xác nhận một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng tin sự thật Lâm Thanh Diện đã tiếp nhận vị trí điện chủ của chúng thần điện, nhưng bầu không khí trong phòng họp cũng theo đó trở nên nặng nề, mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp. Tần Chính ngồi tại chỗ im lặng rất lâu. Ông ta thật sự không hiểu vì sao Quý Trường Thanh lại vội vã truyền vị trí điện chủ lại cho một thằng nhóc rõ ràng không có kinh nghiệm này. Chẳng lẽ vì đánh mất suy nghĩ muốn trở thành điện chủ đời tiếp theo của mình ư? Nhưng dù suy xét từ phương diện nào, mình mới là người nên làm điện chủ chứ, thằng nhóc này có năng lực gì mà mới 20 mấy tuổi đã trở thành điện chủ của chúng thần điện? Nếu Lâm Thanh Diện có thể cho ra một lý do khiến ông ta tâm phục khẩu phục, ông ta cũng sẽ không so đo chuyện này, nhưng trong tin tức ông ta biết. Rõ ràng Lâm Thanh Diện vẫn không đủ tư cách trở thành điện chủ của chúng thân điện. Không biết các tiền bối còn có ý kiến gì với chuyện này không? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm mọi người, cất tiếng hỏi. Tần Chính liếc anh, lạnh lùng nói, cho dù thật sự là Quý Trường Thanh cho cậu trở thành điện chủ đời tiếp theo, tôi cũng không cho rằng cậu có tư cách trở thành điện chủ. Chúng thần điện khác với cơ cấu bình thường, cậu còn nhỏ cũng không sao, nhưng nếu cậu muốn làm điện chủ nhất định phải lấy ra thực lực xứng với vị trí này. Cậu cảm thấy thực lực của mình đạt đến đó rồi sao? Những người ủng hộ Tần Chính lập tức phụ họa theo. Nói rất đúng, chỉ với chút thực lực đó của cậu, muốn làm điện chủ e rằng còn kém xa lắm,
tôi cũng không đồng ý để cậu làm điện chủ đời tiếp theo. Ở chúng thần điện, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn nhất, quyết định này dù là điện chủ tự mình đưa ra, cậu không có thực lực khiến chúng tôi tin phục thì đừng hỏng cứ thế thuận lợi lên làm điện chủ. Danh con, cậu vẫn nên biết điều thoái thác chuyện này đi, nếu không e rằng sau này cậu ở chúng thần điện sẽ như nằm trong nước sôi lửa bỏng đấy. Cậu thật sự có tiềm lực làm điện chủ, nhưng rõ ràng là không phải bây giờ, muốn làm được vị trí này, cậu vẫn nên luyện tập thêm mấy chục năm nữa. Nghe thấy mọi người mồm năm miệng mười, sắc mặt Lâm Thanh Diện vẫn rất lạnh nhạt, sau đó cố ý nhìn vào Tân Chính. Nếu các người đều nghi ngờ thực lực của tôi, vậy không bằng chúng ta ra ngoài đọ sức một phen. Tôi có thể nhận lời khiêu chiến của bất cứ một ai trong các người. Chương 1004, Luận Bàn. Khi nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, mọi người đều trợn tròn mắt, cảm thấy hơi khó tin. Đừng nói thằng nhóc này bị điên rồi nhé, lại đi nhận lời khiêu chiến của mọi người. Chẳng lẽ Tân Chính khiêu chiến cậu ta cũng nhận ư? Có lẽ chỉ là mạnh miệng thôi, cậu ta đúng là có thiên phú, nhưng với thực lực của cậu ta lúc này, có hơn một nửa số người ở đây hôm nay có thể đánh bại cậu ta. Xem ra lần này có kịch hay để xem rồi, không biết sau khi thằng nhóc này bị dạy dỗ còn có mặt mũi gì đến làm vị trí điện chủ nữa. Sau khi bốn người Chu Tước nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện cũng thay đổi sắc mặt, không ngờ anh lại to gan như thế. Chu Tước vội duỗi tay kéo áo Lâm Thanh Diện, nhỏ giọng nói, anh điên rồi à, cái này cũng không phải trò đùa đâu, trưởng lão Tần Chính vốn đã rất không hài lòng vì chuyện này rồi, nếu ông ta cố ý muốn khiêu chiến anh cảm thấy mình sẽ có kết cục tốt không? Lâm Thanh Diện cười nói, không sao, tôi lo được. Chu Tước lập tức càng nôn nóng hơn, thầm nghĩ trưởng lão Tần Chính là một cao thủ hóa cảnh hậu kỳ, anh lấy cái gì để lo chứ? Nếu mọi người không có ý kiến gì với đề nghị của tôi, vậy bây giờ chúng ta đến sân luyện võ thôi, Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua mọi người. Đi thì đi, đây là cậu tự kiếm chuyện đấy, đến lúc đó mất mặt cũng đừng trách chúng tôi vô tình. Lúc này có người đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Tần Chính cũng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc, sau đó hừ lạnh đi về phía sân luyện võ. Ông ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đang tự tìm đường chết, đến lúc đó e rằng không cần ông ta ra tay, người có ý kiến với chuyện này trong cấp cao của chúng thần điện đã khiến Lâm Thanh Diện hiểu vị trí của mình ở đâu rồi. Đợi sau khi mọi người đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện cũng đi ra ngoài theo. Lâm Thanh Diện trước mắt đã đạt tới hóa cảnh đỉnh phong, đương nhiên không sợ chút chuyện nhỏ đó. Chu Tước đi bên cạnh Lâm Thanh Diện, lo lắng nói, bây giờ anh đổi ý vẫn còn kịp đấy, cùng lắm thì đợi điện chủ trở về dẹp yên chuyện này đi, nếu không lát nữa thật sự thua bọn họ, cho dù điện chủ muốn để anh làm điện chủ nhiệm kỳ mới thì anh cũng đã không thể khiến người ta thấy phục nữa rồi. Yên tâm đi, dù là trưởng lão Tân Chính ra tay, tôi cũng có thể đối đáp thoải mái, nếu tôi thật sự như lời cô nói, ông quý cũng sẽ không đưa vị trí điện chủ cho tôi, Lâm Thanh Diện cười nói. Chu Tước chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện là đang cậy mạnh, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi đến sân tập võ. Sân tập võ của Tổng bộ chúng thần điện được làm từ kim loại đặc biệt, dù là cao thủ hóa cảnh chiến đấu ở đây, chỉ cần không quá dữ dội, sân tập võ này vẫn có thể chịu đựng được, sẽ không bị hỏng chỉ vì một trận đấu. Lâm Thanh Diện đứng ở vị trí trung tâm của sân tập võ, sau đó cất tiếng nói với mọi người, ai muốn khiêu chiến tôi, bây giờ có thể lên rồi. Nói xong, anh đưa mắt nhìn Tân Chính. Nếu Tân Chính là người đầu tiên đi lên khiêu chiến anh thì chuyện này quá đơn giản, dù sao người có thực lực mạnh nhất ở đây chính là Tân Chính. Nhưng rõ ràng Tân Chính cũng không định ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, tỏ vẻ không cần ông ta ra tay Lâm Thanh Diện cũng sẽ bị những người khác dạy dỗ. Chẳng mấy chốc đã có một cao thủ hóa cảnh sơ kỳ đứng ra. Hiểu biết của bọn họ với Lâm Thanh Diện trước mắt vẫn còn dừng lại ở trình độ nửa bước hóa cảnh. Dù Lâm Thanh Diện có thiên phú hơn người cũng không thể từ nửa bước hóa cảnh bước vào hóa cảnh sơ kỳ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế được, cho nên một hóa cảnh sơ kỳ ra mặt đã là rất coi trọng Lâm Thanh Diện rồi. Lâm Thanh Diện nhìn thấy người đi tới trước mặt mình này, vốn dĩ muốn nói thực lực của hắn ta quá yếu, không phải đối thủ của mình, nhưng ngẫm lại thấy dù có nói thế, chắc chắn mọi người cũng đều không tin, chỉ bằng dùng kết quả để bọn họ hiểu rõ thực lực của mình. Anh ôm quyền giơ lên với cao thủ hóa cảnh sơ kỳ kia. Cất lời, quyền cước không có mắt, xin thứ lỗi. Cao thủ kia bĩu môi, lạnh lùng đáp, lời này đáng lẽ là tôi nói với cậu mới đúng. Nói xong, khí thế trên người hắn ta lập tức dâng lên, xông về phía Lâm Thanh Diện. Vì là luận bàn nên mọi người cũng sẽ không biến lực lượng trong người thành vũ khí để chiến đấu,
chỉ là so bản lĩnh trên quyền cước thôi. Lâm Thanh Diện thấy người nọ song tới thì nheo mắt lại, thả thân niệm ra, gần như chỉ trong nháy mắt đã phát hiện sơ hở trên người hắn ta. Anh so hai chiêu tượng trưng với người này, sau đó đánh một quyền lên lông ngực của hắn ta, khiến hắn ta bay ra ngoài. Thật ra với cảnh giới của Lâm Thanh Diện hiện tại, một chiêu đã có thể giải quyết cao thủ hóa cảnh sơ kỳ này rồi, nhưng tốt xấu gì người đấu với anh cũng là người của chúng thân điện, vì chừa lại chút mặt mũi cho hắn ta, Lâm Thanh Diện mới đánh thêm mấy chiêu. Nhưng dù thể, sau khi mọi người nhìn thấy cao thủ hóa cảnh sơ kỳ kia bay ra vẫn giật mình xôn xao. Sao có thể, người đó đã đạt đến trình độ hóa cảnh sơ kỳ lâu lắm rồi, sao chỉ có thể gắng gượng được mấy chiêu trên tay Lâm Thanh Diện được? Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện đã đột phá rồi, cũng không có khả năng, dù cậu ta đã là hóa cảnh sơ kỳ cũng không thể đánh bại vị kia trong khoảng thời gian ngắn như thế được chứ. Lúc này Chu Tước cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên, bây giờ cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao Lâm Thanh Diện lại có lòng tin đến sân tập võ với mọi người rồi. Sau khi đánh bại cao thủ hóa cảnh sơ kỳ kia xong, Lâm Thanh Diện ôm quyền với hắn ta, cất lời cảm ơn. Cao thủ hóa cảnh kia sắc mặt khó coi bò dậy từ dưới đất. Cũng không ngờ mình lại không chịu được một đòn như thể, cảm thấy mất hết mặt mũi. Lâm Thanh Diện nhìn mọi người, cất lời, tiếp theo sẽ là ai đến luận bàn với vãn bối đây? Một người đi ra, hùng hổ nói, tôi không tin một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi như cậu có thể lợi hại được đến mức nào, tôi đánh với cậu. Người nói chuyện cũng là một cao thủ hóa cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực vững vàng hơn người đầu tiên rất nhiều, đã sắp đột phá rồi, có thể đột phá đến hóa cảnh trung kỳ bất cứ lúc nào. Khiến mọi người bất ngờ là vị cao thủ này cũng chỉ kiên trì chưa được 20 chiêu trên tay Lâm Thanh Diện thì đã thua rồi. Sau đó, Lâm Thanh Diện lại tiến hành luận bàn với một cao thủ hóa cảnh trung kỳ, kết quả đương nhiên cũng là Lâm Thanh Diện thắng. Đến lúc này, mọi người đã có một nhận thức mới về Lâm Thanh Diện, bọn họ không ngờ ngay cả cao thủ hóa cảnh trung kỳ mà Lâm Thanh Diện cũng không coi ra gì. Mà Lâm Thanh Diện mới 20 mấy tuổi, cho dù ở thời điểm nào. E rằng đây cũng là một tên biến thái như yêu nghiệt. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hoàn toàn thay đổi cái nhìn của mình với anh. Lúc này Lâm Thanh Diện cảm thấy còn tiếp tục đánh nhau với những người khác cũng là lãng phí thời gian, cho nên bèn nhìn sang phía Tần Chính. Trưởng lão Tần Chính, không biết ông có muốn luận bàn với vấn bối không? Nếu tôi thua, sau này chắc chắn sẽ không có ý định với vị trí điện chủ nữa ồ. Chương 1005, còn có ai có ý kiến khác không? Lúc này Tân Chính cũng thấy ngạc nhiên vì thực lực Lâm Thanh Diện thể hiện ra, chỉ với tình huống trước khi Lâm Thanh Diện ra tay, ông ta lại không có cách nào phán đoán ra được rốt cuộc Lâm Thanh Diện đang thuộc trình độ nào. Sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, Tân Chính xa sầm mặt, thầm nghĩ tuy thực lực của Lâm Thanh Diện khiến người ta ngạc nhiên, nhưng cho dù thế nào anh cũng chỉ là một tiểu bối hai mươi mấy tuổi. Anh đúng là có thiên phú, nhưng tốt xấu gì mình cũng là cao thủ hóa cảnh hậu kỳ nhiều năm. Không thể nào thua trong tay một hậu bối được. Và lại Lâm Thanh Diện chủ động đề nghị, nếu ông ta không lên, chẳng phải chứng tỏ là ông ta sợ thằng nhóc này sao? Lâm Thanh Diện, thực lực cậu thể hiện hôm nay thật sự khiến người ta ngạc nhiên, nhưng nhiều đó vẫn không đủ để cậu có tư cách ngồi vào vị trí điện chủ đâu, sau đây tôi sẽ để cậu hiểu cao thủ thật sự mạnh đến mức nào. Nói xong, Tân Chính bèn đi về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chắp tay với Tân Chính, bày ra tư thế nghênh chiến. Mọi người nhìn thấy Tân Chính ra tay, trên mặt cũng đều lộ ra chút chờ mong. Mọi người nói xem, trưởng lão Tân Chính có thể đánh bại Lâm Thanh Diện không? Ông đùa cái gì vậy, tuy khi nãy Lâm Thanh Diện này đánh bại một cao thủ hóa cảnh trung kỳ, nhưng trong đó đa phần là do may mắn, ngoài điện chủ, trưởng lão Tân Chính là người có thực lực mạnh nhất của chúng thần điện chúng ta, sao có thể không xử lý được Lâm Thanh Diện chứ? Nói cũng phải, nhưng Lâm Thanh Diện thật sự khiến người ta rất ngạc nhiên. Đến tận lúc này tôi vẫn không ngờ một người mới hai mươi mấy tuổi đã có thể đánh bại cao thủ hóa cảnh trung kỳ rồi. Ai mà biết cậu ta sử dụng cách gì, nói không chừng ở trong đó còn có gì mờ ám đấy, nhưng trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn gì cũng là vô ích, đợi xem thằng nhóc này bị xử lý là được. Tần Chính cũng không chần chừ, sau khi thấy Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị xong thì lập tức di chuyển, nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Ăn một quyền của tôi đi. Nắm đấm của Tân Chính đánh thẳng lên người Lâm Thanh Diện, tốc độ vô cùng nhanh, mắt thường gần như không thể nhận ra. Mọi người đều bị khí thế của Tân Chính làm chấn động, quả nhiên vẫn là trưởng lão Tân Chính lợi hại. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Thanh Diện lại vươn tay bắt lấy nắm đấm của Tân Chính, khiến mọi người đều sửng sốt.
Không ngờ Lâm Thanh Diện lại bắt lấy nắm đấm của Tân Chính, chuyện này chẳng khác nào một hành động tự tìm đường chết trong mắt mọi người cả, dù sao nếu sức mạnh của một cao thủ hóa cảnh hậu kỳ bùng nổ thì chẳng có mấy ai có thể ngăn được. Tân Chính không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ đưa tay ra bắt lấy, trên mặt cũng hiện lên vẻ khinh thường, thầm nghĩ hôm nay chỉ với một chiêu này đã đủ để Lâm Thanh Diện chịu thiệt thòi rồi. Nhưng chuyện lại không phát triển theo suy nghĩ của mọi người, vào khoảnh khắc nắm đấm của mình bị Lâm Thanh Diện bắt lấy, Tân Chính lập tức muốn bộc phát ra sức mạnh của cao thủ hóa cảnh hậu kỳ. Nhưng ngay lúc này, ông ta cảm thấy trên tay Lâm Thanh Diện truyền đến từng luồng sức mạnh tinh thuần, cứ thế đè lại sức mạnh đang bùng nổ của ông ta. Sau đó, Lâm Thanh Diện đẩy mạnh một cái, người Tân Chính lập tức mất khống chế lùi về sau. Mọi người đều giật mình la lên, không ngờ Tân Chính lại bị Lâm Thanh Diện đánh lui. Lâm Thanh Diện cũng không chần chừ, sau khi đẩy lùi Tân Chính, anh nhanh chóng đuổi theo, đánh một bộ quyền pháp mạnh mẽ về phía ông ta. Tân Chính bị ép tiếp chiêu, trên cơ bản mỗi một chiêu đều bị Lâm Thanh Diện dắt mũi. Ông ta không biết vì sao mình đấu với một tiểu bối lại có kết cục thế này. Hai người giao thủ mười mấy chiêu, mỗi lần Tân Chính muốn dùng sức giành lấy phần thắng đều sẽ bị sức mạnh Lâm Thanh Diện bộc phát ra chặn lại. Tuy đây chỉ là luận bàn, mọi người chỉ so bản lĩnh quyền cước chứ không đánh thật, nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn ra sự phức tạp trong trận đấu. Nếu thực lực giữa hai người cách xa nhau, chắc chắn trận đấu này sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện lại khó phân thắng bại với Tần Chính, thậm chí còn có cảm giác chiếm lợi thế, thật sự khiến mọi người thấy chấn động. Cảnh giới của Lâm Thanh Diện là hóa cảnh đỉnh phong, lại thêm huyền kình còn bá đạo hơn nội công rất nhiều, anh muốn nhanh chóng đánh bại Tần Chính là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng tốt xấu gì Tân Chính cũng là một ông già đã sống hơn trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều hơn Lâm Thanh Diện, cho nên Lâm Thanh Diện muốn mượn cơ hội này đâu thêm mấy chiêu với Tân Chính, học hỏi chút kinh nghiệm từ trong đó. Trong nháy mắt, hai người đã so đấu mấy trăm chiêu, sắc mặt Tân Chính trở nên xanh mét, hơn nữa ông ta là đang lây trứng chọi đá, như sắp thua đến nơi. Lâm Thanh Diện cảm thấy cũng tạm tạm rồi bèn đánh một quyền về phía trước, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn lập tức xuất hiện. Tần Chính vội vàng chặn lại, nhưng tốc độ của ông ta bị chậm nửa nhịp, một nắm đấm hình thành từ huyên kình đánh lên ngực ông ta, ngay sau đó, Tần Chính lập tức bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất. Cả sân tập võ lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người không ngờ Tần Chính là hóa cảnh hậu kỳ lại thua dưới tay Lâm Thanh Diện. Cảm ơn, Lâm Thanh Diện ôm quyền nói với Từ Trương. Tần Chính mang vẻ mặt thẳng thốt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Ông ta cứ thế thua bởi Lâm Thanh Diện ư? Ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc, vẻ mặt phức tạp, chẳng qua sự khinh thường với Lâm Thanh Diện trước đó đã hoàn toàn biến mất. Xem ra là mình quá tự cao rồi phải không? Chẳng trách điện chủ sẽ truyền vị trí điện chủ nhiệm kỳ mới lại cho cậu ta, xem ra chàng trai trẻ này mới là tương lai của chúng thần điện. Tân Chính tự nói một câu, vẻ mặt lại lộ ra chút thoải mái. Cũng không phải ông ta có thành kiến gì với Lâm Thanh Diện, lúc trước chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện quá trẻ, không thể đảm nhiệm được vị trí điện chủ thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện đã sử dụng thực lực chứng minh bản thân mình, anh để mọi người hiểu rõ mình dư sức làm cái chức điện chủ này. Tuy Tân Chính có khát khao với vị trí điện chủ, nhưng suy cho cùng đều là vì sự phát triển của chúng thần điện. Bây giờ chúng thần điện xuất hiện một nhân tài thiên phú tuyệt vời, thực lực mạnh mẽ, còn tràn đầy sức sống, đương nhiên ông ta phải vui rồi. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua mọi người ở đây, cao giọng hỏi, tôi trở thành điện chủ nhiệm kỳ mới, còn ai có ý kiến gì khác không? Lúc này mọi người đều ôm quyền cúi người với Lâm Thanh Diện, cất lời, thuộc hạ không có gì dị nghị cải. Tần Chính đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, ôm quyền với anh, cung kính nói, thuộc hạ hổ thẹn, nguyện nhận trừng phạt vì thái độ với điện chủ. Lâm Thanh Diện cười nói, không sao, tôi biết mình còn trẻ, các trưởng lão thấy nghi ngờ tôi cũng là chuyện bình thường. Thấy Lâm Thanh Diện không so đo với mình, trong lòng Tần Chính cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi ra một vấn đề trong lòng mình khá tò mò. Điện chủ, không biết rốt cuộc thực lực của cậu bây giờ là thế nào? Lâm Thanh Diện cười nhìn ông ta, cất lời, hóa cảnh đỉnh phong. Mọi người ngạc nhiên, Tần Chính hít một hơi khí lạnh. Cảnh giới này là cảnh giới biết bao người mơ ước khát vọng đạt được, Lâm Thanh Diện lại đạt được một cách thoải mái như thế. Mà anh mới chỉ 20 mấy tuổi. Đây thật sự là một chuyện vô cùng hoang đường. Chương 1006, Lý Mộ Bạch. Trung tâm núi của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện đi đến trên đỉnh núi, cách không xa đã nhìn thấy căn nhà tranh nhỏ của Quý Trường Thanh.
Lâm Thanh Diện đã nói rõ ràng với mọi người chuyện tiếp nhận vị trí điện chủ rồi, tiện thể nói với bọn họ chuyện xảy ra ở nước xa luôn, để mọi người cảnh giác, sự nguy hiểm trên thế giới này vượt xa những gì mình nhìn thấy nhiều. Sau khi mọi người nghe Lâm Thanh Diện nói về trận chiến trên quảng trường trung tâm thành phố Mers, sắc mặt ai nấy cũng nặng nề, bọn họ đều không ngờ hai người Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh lại gặp phải phiền phức lớn như thế ở nước xa. Sau đó mọi người lại thông qua một vài cách tìm thấy video của trận chiến trên quảng trường trung tâm. Những người từng xem video đều có nhận thức mới với Lâm Thanh Diện, trong lòng tự nhiên sinh ra sự kính nể. Tuy anh đã luận bàn thắng Tần Chính, nhưng trường hợp đánh nhau chỉ so quyền cước thế này cũng không thể đem đến quá nhiều cảm xúc chấn động cho người ta. Còn trận chiến ở quảng trường trung tâm thì khác, kết giới trận pháp vừa xuất hiện, cảnh tượng sau khi Lâm Thanh Diện đột phá xuất hiện hiện tượng lạ và anh cầm Trảm Tiên kiếm trong tay chém đứt con rối thần cảnh ra làm đôi đều khiến mọi người thấy chấn động khó nói thành lời. Cũng đến lúc này mọi người mới biết tuy thực lực của Lâm Thanh Diện là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng anh đã có năng lực giết chết cao thủ thần cảnh rồi, chỉ điều đó, Quý Trường Thanh đã không thể sánh bằng. Cho nên mọi người hoàn toàn không còn ý kiến gì về việc Lâm Thanh Diện tiếp nhận vị trí điện chủ nữa. Tần Chính cũng tỏ vẻ xấu hổ, cảm thấy thái độ của mình với Lâm Thanh Diện lúc trước thật sự quá buồn cười, ông ta lại đi nghi ngờ một cao thủ từng giết chết cao thủ thần cảnh, nếu tin tức về trận chiến ở quảng trường trung tâm được truyền về chúng thần điện sớm hơn, chắc chắn ông ta sẽ không cư xử với Lâm Thanh Diện bằng thái độ đó. Sau khi hiểu được trận chiến ở quảng trường trung tâm, trong lòng Chu Tước chợt thấy khó chịu, Lâm Thanh Diện thật sự ngày càng mạnh, nhưng điều này cũng chứng tỏ chênh lệch giữa cô ta và Lâm Thanh Diện cũng ngày càng lớn. Đương nhiên trong lòng Chu Tước cũng hiểu rõ, suy nghĩ này của cô ta đến cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, dù gì cũng phải biến thành bọt biển. Mà chuyện cao thủ thương nguyên giới xâm lấn cũng khiến tất cả mọi người trở nên căng thẳng, đối phương chỉ phái một người đến đã làm ầm ĩ như thế, là người bảo vệ trật tự, người của chúng thần điện đều có nghĩa vụ nghĩ cách chống lại nguy hiểm tiềm tàng này. Trước đây, mặc dù cấp cao của chúng thần điện không hiểu rõ chuyện của thương nguyên giới cho lắm, nhưng sau chuyện lần này, Quý Trường Thanh cảm thấy cần nói rõ với mọi người một chút, nên mới cho phép Lâm Thanh Diện nói chi tiết chuyện này ra. Sau khi nói xong mọi người, Lâm Thanh Diện lập tức đi tới núi trung tâm. Trước khi trở về, Quý Trường Thanh dặn dò Lâm Thanh Diện đến đây tìm một tiền bối, cũng nói với anh rằng vị tiền bối này sẽ nói một vài chuyện liên quan đến thương nguyên giới cho anh. Lâm Thanh Diện đi thẳng đến trước nhà tranh, giơ tay đẩy cửa ra bước vào trong, sau đó anh làm theo lời Quý Trường Thanh. Tìm một miếng ván gỗ có thể mở ra tại khắp các ngõ ngách trong nhà tranh, bên dưới là một đường nối có thể đi vào trong núi. Lâm Thanh Diện đi xuống dọc theo con đường, mãi đến tận trung tâm ngọn núi mới thôi, sau đó tiếp tục đi vào trong một hang động đá vôi vô cùng lớn mới dừng lại. Anh tò mò nhìn cảnh tượng trong hang động đá vôi, vô cùng ngạc nhiên, không ngờ trong ngọn núi còn có một chỗ như thế. Trong hang động đá vôi không có nguồn sáng, nhưng anh vừa đi vào. Trên vách tường xung quanh lập tức có mấy cây đuốc tự động sáng lên, chiếu sáng cả hang động. Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một cái bàn thờ, trên bàn thờ để một ngọn nến, phía sau bàn thờ là vách tường đá bóng loáng như mặt gương. Bên cạnh vách đá, lực lượng kỳ lạ màu đen hội tụ thành một cơn lốc xoáy, trông có cảm giác rất nặng nề. Lâm Thanh Diện lập tức đi về phía vách đá kia, muốn xem thử vách đá này đang có chuyện gì. Đồng thời anh cũng vừa thấy tò mò, Quý Trường Thanh nói nơi này có một tiền bối, nhưng rõ ràng hang động này không hợp để người sống, hơn nữa anh cũng không thấy trong này có người nào. Cũng không biết rốt cuộc tiền bối trong miệng Quý Trường Thanh đang ở đâu nữa. Lâm Thanh Diện đi đến trước vách đá, cẩn thận nhìn vào lốc xoáy màu đen bên trong, sau đó thả thần niệm của mình ra bắt đầu dò xét vách đá. Nhưng thần niệm của anh còn chưa đụng vào vách đá đã cảm nhận được một lực cản kỳ lạ. Khiến thần niệm của anh không thể đi về phía trước thêm một chút nào nữa. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện gặp phải tình huống mất hiệu lực thế này. Theo lý thuyết, thần niệm là thứ có thể xâm nhập vào tất cả mọi nơi, nhưng bây giờ ngay cả đến gần vách đá cũng không làm được, đủ để chứng tỏ sự đặc biệt của vách đá này rồi. Vào lúc Lâm Thanh Diện tiếp tục thăm dò, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai anh, khiến anh giật cả mình. Không cần thử, vách đá này là một phong ấn, thần niệm không thể xuyên qua được. Lâm Thanh Diện vội nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có ai xuất hiện, và lại thần niệm của anh cũng không cảm nhận được xung quanh có ai. Điều này khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi nổi da gà, người mà thần niệm không thể cảm nhận được, chẳng lẽ là ma? Đúng lúc này, trên vách đá trước mặt Lâm Thanh Diện xuất hiện một bóng người, là một ông lão tóc bạc phơ,
thân hình ông ấy mơ hồ, hơn nữa còn có cảm giác trong suốt, trông thật sự rất giống một hồn ma. Ông là người hay ma? Vì sao lại xuất hiện trong vách đá? Lâm Thanh Diện cảnh giác nhìn bóng người kia, cất tiếng hỏi. Người nọ cười nói, tuy tôi không phải người, nhưng cũng không phải ma, cậu có thể gọi tôi là Lý Mộ Bạch, tôi là sư phụ của Quý Trường Thanh, là nó kêu cậu đến đây đúng không? Lâm Thanh Diện trợn mắt, bên tai vang vọng lời nói của Lý Mộ Bạch, tỏ vẻ khó tin. Không ngờ người này lại là sư phụ của Quý Trường Thanh. Phải biết rằng Quý Trường Thanh đã hơn 150 tuổi rồi. E rằng sư phụ của ông ta phải là một lão yêu quái 200 tuổi, nếu người trong vách đá này thật sự là sư phụ của Quý Trường Thanh, hơn nữa ông ấy nói mình không phải người cũng không phải ma, chẳng lẽ là yêu quái? Lý Mộ Bạch nhìn ra sự khó hiểu của Lâm Thanh Diện, cười giải thích tôi là một cái tàn hồn, cậu đã thức tỉnh thần hồn, có lẽ cũng hiểu rõ sự đặc biệt của thần hồn, thân thể của tôi đã chết, chỉ còn lại chút tàn hồn này, miễn cưỡng tồn tại nhờ lực tác động bên ngoài. Lâm Thanh Diện nhướng mày. Không ngờ bóng người này lại là một tàn hồn, chẳng lẽ khi thân thể đã chết, người thất tỉnh thần hồn còn có thể tiếp tục tồn tại dựa vào thần hồn sao? Theo tôi biết, thân thể đã chết, thần hồn cũng tiêu tán theo mà đúng không? Ông tiếp tục tồn tại bằng cách nào thế? Lâm Thanh Diện hỏi. Lý Mộ Bạch cười thê lương, vì tôi ngăn cản người của thương nguyên giới đến trái đất, dùng thần hồn phong ấn mấy trận truyền tống đó. Mặc dù tôi không chết, nhưng mãi mãi không thể rời khỏi vách núi này được, tính lại. Tôi đã ở hơn 100 năm trong cái vách núi này rồi. Chương 1007, bí mật thương nguyên giới. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Lý Mộ Bạch thì tỏ vẻ khiếp sợ, không ngờ lốc xoáy màu đen trong vách đá này lại là đường nối truyền tống thông với thương nguyên giới. Anh cẩn thận nhìn chằm chằm lốc xoáy màu đen kia, phát hiện trong đó thật sự tồn tại một sức mạnh kỳ lạ, chỉ nhìn một lát đã đem lại cho người ta một cảm giác choáng váng. Đồng thời anh cũng ngạc nhiên vì hành động của Lý Mộ Bạch. Người này vì phong ấn những thông đạo này lại mà nhốt thần hồn của mình vào trong vách đá luôn, hành động thế này thật sự phải trả giá rất lớn. Theo tình hình trước mắt, có lẽ vị tiền bối Quý Trường Thanh kêu anh đến tìm là Lý Mộ Bạch này. Tiền bối, tôi theo lệnh của ông Quý đến tìm ông Quý nói ông sẽ giải thích một vài chuyện liên quan đến thương nguyên giới cho tôi. Lâm Thanh Diện chắp tay nói với Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch cười nói, tôi đoán ra được. Vốn dĩ tôi còn tưởng phải đợi thêm một vài năm nữa cậu mới có tư cách đến nơi này, ai ngờ chẳng bao lâu mà cậu đã thức tỉnh thần hồn, thậm chí thực lực còn là hóa cảnh đỉnh phong, đây thật sự là một kỳ tích. Tiền bối quá khen, Lâm Thanh Diện cất lời. Ha ha, không phải tôi quá khen, mấy câu tôi nói hoàn toàn chưa đủ để hình dung thiên phú của cậu đâu. Lý Mộ Bạch cười ha ha, nhưng như vậy cũng tốt, người như cậu tiếp nhận chúng thần điện. Ít nhất đến ngày tôi tan thành mây khói cũng không cần lo không thể giữ được đường nối này. Xin tiền bối nói một vài chuyện có liên quan đến thương nguyên giới cho tôi biết. Lâm Thanh Diện cất lời. Tuy trước đó Lâm Thanh Diện đã biết có một nơi tồn tại độc lập bên ngoài trái đất là thương nguyên giới, nhưng anh cũng không biết người của thương nguyên giới đến đây bằng cách nào, cho nên thương nguyên giới là một khái niệm rất trừu tượng với anh. Bây giờ nhìn thấy đường truyền tống trong hang đá, trong lòng Lâm Thanh Diện mới có cảm giác thật ra khoảng cách giữa mình và thương nguyên giới cũng không xa lắm. Nếu không có phong ấn, người của thương nguyên giới có thể thông qua con đường này đi đến trái đất bất cứ lúc nào. Chuyện ngôn tình. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Lý Mộ Bạch im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, cất tiếng hỏi, cậu tin trên đời này có thần tiên không? Nghe thấy câu hỏi này của Lý Mộ Bạch, Lâm Thanh Diện cũng hơi do dự. Không biết nên trả lời thế nào. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ kiên quyết nói không tin, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, gặp biết bao nhiêu chuyện không thể giải thích bằng khoa học, Lâm Thanh Diện có hơi dao động. Huống hồ bây giờ người hỏi anh vấn đề này là một ông lão sống hơn 200 năm không có thân thể, chỉ có tàn hồn. Nếu tiền bối đã hỏi thế, thì tôi nghĩ chắc là có đúng không? Lâm Thanh Diện đáp lại một câu. Lý Mộ Bạch cười khẽ thần tiên thật sự từng tồn tại. Nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, thế giới bây giờ không hề có thần tiên, thần cảnh, đã xem như mạnh nhất, hơn nữa những năm gần đây, ngoài cậu ra, tôi chưa từng nhìn thấy ai có hy vọng lên được thần cảnh cả. Mà thật ra thần tiên là người tu luyện cường đại, thủ đoạn của bọn họ thần thông giống hệt với thần tiên, cho nên ở trong mắt người bình thường, những người này chính là thần tiên. Vì sao trước kia có thần tiên tồn tại, còn bây giờ thì không? Bọn họ đều chết hết rồi sao? Lâm Thanh Diện vội hỏi. Lý Mộ Bạch lắc đầu đáp, chuyện này phải nói từ 5.000 năm trước. Đương nhiên, tôi cũng không phải người chứng kiến lịch sử kia,
tôi biết những điều này đều là vì được trưởng bối kể lại, thật giả trong đó còn phải nghiên cứu thêm, cậu nghe như thần thoại truyền thuyết là được. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu. Nghe đồn 5.000 năm trước, thế giới chúng ta vẫn là một nơi linh khí dồi dào, khi đó người tu luyện hoành hành, mọi người vì đổi mệnh mà làm trái ý trời, người có thực lực mạnh mẽ được người khác xem như thần linh, bọn họ có được năng lực có thể hủy thiên diệt địa, mỗi một người tu luyện đều khát vọng đi đến hàng ngũ cao thủ. Thực lực mạnh đến mức tận cùng có thể được gọi là tiên, những tiên nhân này dựa vào thực lực của mình chiếm giữ vô số tài nguyên trên trái đất, hơn nữa khiến cả thế giới phát triển theo ý muốn của bọn họ, mọi người vì có thể có quan hệ với tiên nhân mà tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Nhưng ở thời đó, trong thiên địa xuất hiện một ma thần này tự xưng là ma thần Tu La, hắn không ưa những người giả dối tự xưng là tiên nhân kia, rõ ràng chiếm giữ tài nguyên lại nói với bên ngoài là phân chia hợp lý. Khiến vô số người xuất thân bình thường cả đời cũng không có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Ma thần Tu La vì thay đổi cục diện này, sử dụng năng lực của bản thân đấu lại các tiên nhân hợp tác với nhau vào thời điểm đó, tạo ra một trận chiến long trời lở đất. Trận chiến kia khiến thiên địa biến sắc, dân chúng lầm than, ma thần Tu La thực lực mạnh mẽ, dám sử dụng năng lực của bản thân giết chết gần hết các tiên nhân chạy bán sống bán chết. Nhưng ma thần Tu La vẫn vì thế đơn lực bạc, bị một đám tiên nhân mai phục. Cuối cùng bị thương nặng mà chết. Trận đại chiến này khiến thế giới bị hao tổn, linh khí vốn dư thừa bắt đầu thưa thớt, không bao lâu, thế giới cũng mất đi khả năng tu luyện. Một đám tiên nhân vì có thể kéo dài việc tu luyện mà vắt hết óc, cuối cùng phát hiện ra sự tồn tại của thương nguyên giới, sau đó hợp lực mọi người mở một đường nối, truyền tống tất cả những người tu luyện sang đó. Đường nối kia chính là đường nối ở chỗ này. Từ đó về sau, con đường tu luyện trên trái đất dần xuống dốc. Vì linh khí thiếu thốn, dù có cách tu luyện cũng không thể tiến hành tu luyện được. Nhưng những người bình thường ở lại trên trái đất nhờ trí thông minh của mình dần dần thay đổi tu luyện thành võ đạo bây giờ, thông qua việc phát huy năng lực của bản thân để có được sức mạnh. Đương nhiên việc này có nghĩa là võ đạo không thể lâu dài được như con đường tu luyện, nhiều nhất đạt đến thần cảnh đã là điểm cuối cùng của võ đạo rồi. Lúc trước trận chiến vừa mới kết thúc, tuy ma thần Tu La bỏ mạng, nhưng sát khí tận trời hắn để lại khi còn sống khiến đám tiên nhân kia không thể đến gần. Hơn nữa tàn hồn của ma thần Tu La vì đề phòng người của thương nguyên giới trở về trái đất một lần nữa, phá hoại sự cân bằng của nơi này, cướp đoạt tài nguyên, cho nên sử dụng sức mạnh cuối cùng để phong ấn đường nối truyền tống. Sự thành lập của chúng thần điện cũng là vì đề phòng người của thương nguyên giới trở về trái đất một lần nữa, tuy chúng ta không quá liên quan với ma thần Tu La. Nhưng cũng biết nếu những người kia của thương nguyên giới trở lại trái đất sẽ đem lại ảnh hưởng gì cho nơi này. Cho nên không ai hy vọng người của thương nguyên giới trở về một lần nữa cả, bọn họ sẽ chỉ khiến thế giới này trở nên càng hỏng bét hơn thôi. Mà theo thời gian trôi qua, những người đến thương nguyên giới dần khôi phục nguyên khí, sau khi ma thần Tu La chết, sát khí cũng tan thành mây khói, bọn họ bèn để ý đến những thứ ma thần Tu La để lại trên trái đất lúc trước. Tuy thực lực của chúng ta không bằng những người ở thương nguyên giới, nhưng cũng may có phong ấn ma thần Tu La để lại, thực lực thần cảnh dựa vào phong ấn đã đủ để chặn lại sự xâm nhập của thương nguyên giới rồi. Hơn 100 năm trước, tôi là thiên tài kinh diễm nhất lúc đó, thành công đột phá đến thần cảnh, nhận nhiệm vụ bảo vệ đường nối, không bao lâu, người của thương nguyên giới có ý đồ xâm lấn trái đất, thăm dò muốn phá hoại phong ấn trên đường nối. Lúc đó tình huống cấp bách, phong ấn sắp bị phá vỡ, tôi không còn cách nào khác. Hy sinh thân thể của mình và sử dụng thần hồn gia cố phong ấn, mới ngăn được sự xâm lấn của những người ở thương nguyên giới kia. Chương 1008, suy đoán của Lâm Thanh Diện. Nghe những gì Lý Mộ Bạch nói, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng chấn động, anh không ngờ trên thế giới này còn có một quá khứ không muốn ai biết như thế. Tuy trận chiến giữa ma thần Tu La và các tiên nhân nghe khá giống một truyền thuyết, nhưng thương nguyên giới thật sự tồn tại, hơn nữa Lâm Thanh Diện còn có thực lực. Cho nên anh có lý do tin tưởng quá khứ thật sự tồn tại tiên nhân và ma thần Tu La. Không ngờ thế giới trước đây lại thần quái như thế, vậy ma thần Tu La kia cũng đúng là lợi hại, một mình đấu lại tất cả các tiên nhân đang hợp tác với nhau trên trái đất. Lâm Thanh Diện cảm thán. Lý Mộ Bạch cười cười, những gì tôi nghe thấy này cũng không khác gì truyền thuyết cả, dù sao đều là chuyện từ 5.000 năm trước, thật giả không thể kiểm chứng được, nghe đồn ma thần Tu La có để lại một di tích. Mấy năm nay chúng thần điện vẫn luôn tìm kiếm nhưng chưa từng tìm thấy. Lâm Thanh Diện gật đầu, thầm nghĩ dù là thật hay giả, chuyện này cũng đã trở thành quá khứ rồi. Lúc này trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên nhớ đến một người, nghĩ Lý Mộ Bạch sống lâu như thế, chắc chắn sẽ biết một vài chuyện về người này. Tiền bối,
không biết ông có biết gì về người tên Tần Trường Sinh không? Lâm Thanh Diện hỏi. Tần Trường Sinh, người đứng đầu bảng treo thưởng của chúng thần điện, nghe nói người này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa không ai biết ông ta đang ở đâu cả. Lúc trước khi biết người này, Lâm Thanh Diện đã thấy rất tò mò rồi, bây giờ nhớ tới bèn thuận miệng hỏi một câu. Lý Mộ Bạch nghe thấy ba chữ Tần Trường Sinh này, sắc mặt rõ ràng cứng đờ lại, sau đó thì có hơi nặng nề. Tần Trường Sinh, đương nhiên là tôi biết rồi, năm đó phong ấn bị công kích, tuy cuối cùng tôi sử dụng thần hồn để củng cố, nhưng lúc đó có ba người liều mạng trốn ra từ trong đường nối, Tần Trường Sinh chính là một người trong số đó. Đôi mắt Lý Mộ Bạch trở nên sâu thẳm. Nghe thấy câu nói của Lý Mộ Bạch, sắc mặt Lâm Thanh Diện thay đổi, không ngờ Tần Trường Sinh lại là người của Thương Nguyên Giới. Hơn nữa anh càng không ngờ rằng còn có hai người khác ra ngoài từ thông đạo cùng với Tần Trường Sinh. Theo lời Quý Trường Thanh nói, thông đạo truyền tống của núi trung tâm này không có giới hạn, người có thực lực mạnh mẽ của Thương Nguyên Giới bên kia cũng có thể qua được. Hơn nữa có thể liều mình trốn qua dưới sự phong ấn, còn không bị người của chúng thần điện bắt lại, đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của ba người này rồi. Tiền bối, đến nay Tần Trường Sinh vẫn không rõ tung tích, vậy chẳng phải thế giới chúng ta bây giờ đang gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn hay sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện chợt sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lý Mộ Bạch cười nói, chưa đến mức đó, tuy ba người Tần Trường Sinh thành công trốn ra khỏi thông đạo, nhưng dưới sức mạnh của phong ấn, ba người bọn họ đều bị tổn thương nguyên khí, lúc chạy trốn đã là lúc hấp hối rồi. Hơn nữa sau khi ba người bọn họ đi vào trái đất vẫn chưa làm ra chuyện gì, đã hơn 100 năm trôi qua, tuy chúng ta vẫn chưa tìm thấy bọn họ, nhưng bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng ba người bọn họ đã chết vì tình trạng thương tích lúc đó rồi. Nghe thấy Lý Mộ Bạch nói thế, Lâm Thanh Diện cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thì ra ba người này đã hơn 100 năm chưa xuất hiện, có lẽ thật sự đã chết rồi. Đương nhiên chuyện gì cũng không thể nói chắc được, người của Thương Nguyên Giới thực lực mạnh mẽ, Quý Trường Thanh cũng có thể sống hơn 150 năm, cao thủ như bọn họ chắc chắn có thể sống được lâu hơn, có lẽ ba người này đang tịnh dưỡng không chừng. Sau khi hiểu rõ chuyện của Tần Trường Sinh, Lâm Thanh Diện còn muốn hỏi Lý Mộ Bạch về chuyện huyền công. Dù sao Lý Mộ Bạch cũng là người có hiểu biết nhiều nhất với Thương Nguyên Giới trong cả chúng thần điện mà. Nhưng trong lòng anh lại hơi chần chừ, dù sao huyền công cũng là bí mật lớn nhất của anh, hơn nữa sau khi người thần bí kia của Thương Nguyên Giới biết anh tu luyện huyền công cũng tỏ vẻ khiếp sợ, anh đã biết nó chắc chắn không đơn giản. Mà anh lại thể hiện ra thiên phú đáng sợ, có lẽ người khác sẽ cảm thấy đây chỉ là tố chất của bản thân Lâm Thanh Diện lợi hại. Nhưng không chừng Lý Mộ Bạch sẽ đoán ra được Lâm Thanh Diện tu luyện huyền công mới có thể tiến bộ nhanh như thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy Lý Mộ Bạch cũng không phải người xấu, có lẽ không phải người xấu, và lại ông ấy bị nhốt trong vách đá, dù có biết được chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Cho nên Lâm Thanh Diện bèn hỏi, tiền bối có biết đến huyền công không? Lý Mộ Bạch tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ ngay cả thứ này mà thằng nhóc này cũng biết. Không ngờ cậu lại biết đến sự tồn tại của huyền công. Hiểu biết của tôi với huyền công cũng không nhiều lắm, nhưng biết đây là thứ cao thủ đứng đầu Thương Nguyên Giới vô cùng coi trọng. Nghe đồn huyền công này là một cách tu luyện vượt xa cách thổ nạp và công pháp của Thương Nguyên Giới, dùng huyền công thực lực dần dần sẽ mạnh hơn tu luyện các loại công pháp khác, nếu có thể tu luyện huyền công đến tối đa sẽ có thể trở thành người mạnh nhất thời bấy giờ. Tôi nhớ mang máng lý do ba người Tần Trường Sinh liều mạng chạy đến trái đất là vì có liên quan đến huyền công. Nghe Lý Mộ Bạch nói xong, Lâm Thanh Diện sửng sốt, nếu anh nhớ không lầm, huyền công này là ông nội của Giang Thu Nguyệt đào ra được từ trong mộ của người khác, bây giờ kết hợp với lời của Lý Mộ Bạch, chẳng lẽ lúc trước Tần Trường Sinh từ Thương Nguyên Giới chạy trốn tới trái đất là vì trong tay có huyền công ư? Mà ông ta sau đó lại vì bị thương quá nặng mà chết, bèn mang huyền công theo chôn cùng luôn. Cẩn thận nghĩ lại thì thấy rất có khả năng này. Đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng hy vọng chuyện này là thế, dù sao như thế trên trái đất này cũng ít đi một tai họa. Sau khi Lý Mộ Bạch nói xong thì quan sát Lâm Thanh Diện một hồi, sau đó dường như nghĩ đến khả năng nào đó, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cậu tăng cấp nhanh như vậy là vì huyền công sao? Lâm Thanh Diện thở dài, không ngờ vẫn bị nhìn ra, nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên phản ứng cũng không kịch liệt lắm. Nếu tiền bối đã nhìn ra, vậy tôi cũng không giấu gì tiền bối, tôi thật sự tu luyện huyền công, hơn nữa nếu tôi đoán không lầm thì Tần Trường Sinh này đã chết rồi. Lý Mộ Bạch lập tức cười vui vẻ, cậu thật sự khiến người ta thấy bất ngờ đấy, tôi thật không ngờ trên người cậu lại có thứ là huyền công này. Tiền bối, đây xem như là bí mật của vãn bối, mong tiền bối có thể giữ bí mật giúp.
Lý Mộ Bạch cười đáp, cậu yên tâm, cái này tôi sẽ giữ bí mật thay cậu, nhưng huyền công này rất quan trọng, bản thân cậu cũng phải nhớ là đừng cho người khác biết, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân đấy. Lâm Thanh Diệp thấy Lý Mộ Bạch nói thế thì nghiêm túc gật đầu. Sau đó anh nói nguồn gốc của huyền công này với Lý Mộ Bạch, hơn nữa còn nói ra suy đoán của mình, cho rằng Tần Trường Sinh đã chết. Lý Mộ Bạch cảm thấy Lâm Thanh Diện nói có lý, rất có thể ba người trốn ra ngoài trước kia đều đã chết rồi, cho nên hơn trăm năm nay mới chưa từng xuất hiện. Thấy cậu thực lực mạnh mẽ, còn có công pháp nghịch thiên như huyền công, tôi mới thật sự thấy được hy vọng rồi, cậu chính là tương lai của chúng thần điện đấy. Mà ông già tôi, cả đời cũng chỉ thể ở lại trong vách đá này thôi. Lý Mộ Bạch cảm thán. Lâm Thanh Diện chợt hỏi, tiền bối, chẳng lẽ thật sự không có cách để ông ra khỏi vách đá sao? Lý Mộ Bạch cười nói, có thì có, nhưng đã không còn cách để thực hiện nữa rồi, nhưng nói với cậu cũng không sao, nếu tôi muốn đi ra khỏi vách đá phải có đủ xích dương linh mộc để ngưng kết thần hồn của tôi, nhưng trên thế giới này đã không thể tìm thấy xích dương linh mộc nữa rồi, ngay cả việc giữ thần hồn của tôi tồn tại cũng vô cùng khó khăn. Nghe thấy lời nói của Lý Mộ Bạch, Lâm Thanh Diện tỏ vẻ sửng sốt, sau đó hỏi, xích dương linh mộc, cần bao nhiêu? Chương 1009, thoát khỏi vách đá. Nếu Lý Mộ Bạch không nhắc tới, Lâm Thanh Diện cũng sắp quên mình còn có một viên xích dương linh mộc to. Khi đó thức tỉnh thần hồn, Lâm Thanh Diện cũng chỉ dùng gần hết một nửa viên xích dương linh mộc đó, hơn nửa còn lại anh vẫn chưa dùng tới. Nhưng vì thứ này khá quý giá nên Lâm Thanh Diện luôn mang theo bên mình, bây giờ xích dương linh mộc đang nằm trong túi của Lâm Thanh Diện. Hiện tại Lâm Thanh Diện mới hiểu được, khi đó Quý Trường Thanh đi tìm Từ Thần để hỏi xích dương linh mộc, ra là vì Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Diện thì cười khổ nói, cần bao nhiêu chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, xích dương linh mộc này cũng chẳng tìm được nữa, cũng chỉ có tên Từ Thần đó còn một ít, nhưng vẫn không đủ. Tiền bối đừng bi quan như thế, chỗ tôi có một ít xích dương linh mộc này. Lâm Thanh Diện nói, Lý Mộ Bạch sửng sốt, sau đó vẫn cười nói, không ngờ cậu cũng có xích dương linh mộc, nhưng muốn để thần hồn của tôi ngưng tụ lại thì phải cần một lượng rất lớn. Hơn nữa bây giờ thần điện của chúng ta đã có cậu rồi, tôi cũng không cần lo những chuyện khác, dù không có xích dương linh mộc cũng không sao. Thế nên cậu giữ lại chút ít xích dương linh mộc đó đi, để sau này mà dùng. Lâm Thanh Diện thấy Lý Mộ Bạch nói thế bèn nói ngay, tiền bối đừng vội vàng từ chối, đợi tôi lấy xích dương linh mộc ra, ông xem rồi nói có đủ hay không sao. Nói xong, Lâm Thanh Diện xoay người đi ra khỏi hang động đá vôi. Anh nhanh chóng trở lại phòng mình. Tìm ra viên xích dương linh mộc còn dư lại rồi lại trở về núi trung tâm của hang động đá côi. Lâm Thanh Diện đi tới trước vách đá, Lý Mộ Bạch nhìn anh nói, thật ra cậu không cần phiền phức thế đâu, dù cậu có xích dương linh mộc đi nữa thì nhiều nhất cũng chỉ giúp thần hồn của tôi tồn tại thêm một thời gian. Muốn để tôi thoát khỏi vách đá thì thần hồn phải ngưng tụ như thực thể, cần. Lý Mộ Bạch còn chưa nói xong, Lâm Thanh Diện đã lấy viên xích dương linh mộc đó ra và đặt lên hương án. Lý Mộ Bạch nhìn thấy viên xích dương linh mộc to như cánh tay đó, bên trong lập tức im phăng phắc. Tiền bối, chừng này có đủ không ạ? Nếu còn không đủ thì tôi cũng hết cách rồi. Lâm Thanh Diện nói. Lý Mộ Bạch cũng không trả lời Lâm Thanh Diện, mà hai mắt nhìn chằm chằm viên xích dương linh mộc đó, một lúc rất lâu cũng không có động tĩnh gì. Lâm Thanh Diện thấy hơi kỳ lạ bèn hỏi, tiền bối, ông sao vậy? Lẽ nào ông cảm thấy viên xích dương linh mộc này quá ít sao? Một lúc lâu sau Lý Mộ Bạch mới lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, chỉ hận có thể lập tức lao ra khỏi vách đá, nhìn xem rốt cuộc trên người chàng trai này còn có bao nhiêu bí mật kinh người. Một viên xích dương linh mộc to như thế, đừng nói để thần hồn của ông ta ngưng tụ lại để đi ra khỏi vách đá, dù là nhân tiện tu bổ thần hồn của ông ta rồi thử đột phá cũng đủ đó. Nếu biết trước viên xích dương linh mộc mà Lâm Thanh Diện nói lại to như thế thì ông ta đã đồng ý với Lâm Thanh Diện từ lâu rồi. Viên xích dương linh mộc này hoàn toàn đủ để tôi ngưng tụ thần hồn và thoát khỏi vách đá. Trời ạ, tôi thật sự không ngờ được rằng cậu sẽ có một viên xích dương linh mộc to như thế. Lý Mộ Bạch gần như thất thố nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghe Lý Mộ Bạch nói thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đủ dùng là được rồi, anh còn tưởng rằng viên này vẫn không đủ. Nếu đủ thì tiền bối mau chóng dùng viên xích dương linh mộc này để thoát khỏi vách đá đi. Nếu tiền bối có thể thoát khỏi vách đá, thần hồn đạt tới cảnh giới ngưng tụ thì có thể sống sót mà không cần thân xác nữa, khi đó thần điện của chúng ta sẽ lại có thêm một vị có lực chiến mạnh mẽ. Lâm Thanh Diện cười.
Lý Mộ Bạch ngập ngừng nói, viên xích dương linh mộc này là vật báu hiếm có, đây là đồ của cậu, nếu tôi dùng thì cậu chẳng còn nữa, huống chi tôi cũng quen ở trong vách đá rồi, tôi thấy hay là thôi đi. Lúc này Lâm Thanh Diện bèn phản bác, tiền bối khách sáo quá rồi, thế giới hiện nay đã có biết bao kẻ bí mật hành sự, ở thương nguyên giới cũng dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Nếu tiền bối có thể thoát thân, lỡ có xảy ra khó khăn thì mới có nhiều cơ hội hơn. Tôi cũng không chỉ đơn thuần giúp tiền bối, hiện tại tôi đã tiếp nhận chức điện chủ của thần điện chúng ta, tôi cũng cần suy xét cho thần điện của chúng ta. Lý Mộ Bạch nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì lập tức do dự. Tiền bối không cần phải do dự đâu, dù tôi giữ lấy viên xích dương linh mộc này cũng không biết có tác dụng gì không, để tiền bối dùng mới phát huy được giá trị lớn nhất của nó. Lâm Thanh Diện lại nói. Lý Mộ Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó nói, được, vậy tôi nghe cậu, ân tình này tôi sẽ luôn ghi nhớ, sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Tiền bối khách sáo rồi, việc này đừng để chậm trễ nữa, nhanh chóng tiến hành đi, cần tôi làm gì không? Lâm Thanh Diện hỏi, cậu cắt viên xích dương linh mộc này thành các mảnh nhỏ giúp tôi, sau đó dùng nến đốt lên là được. Lý Mộ Bạch nói, Lâm Thanh Diện gật đầu, cách này giống với cách mà khi đó anh dùng để thức tỉnh thần hồn. Anh cũng không chần chừ thêm, lập tức cắt cả viên xích dương linh mộc đó thành mảnh nhỏ. Sau đó, anh chỉ tay một cái, cây nến trên hương án lập tức bốc cháy. Lâm Thanh Diện đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong nên muốn làm thủ pháp đơn giản này thì khá là dễ dàng. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Thanh Diện dùng cây nến đó đốt những vụn gỗ xích dương linh mộc đó, chỉ trong chốc lát, trong khắp hang động đá vôi đã xuất hiện một chất khí màu xanh dày đặc. Những chất khí này rất tốt cho thần hồn. Dù chỉ một chút ít thôi cũng có thể mang lại sự cải thiện khó mà ngờ được cho thần hồn. Lý Mộ Bạch cũng không chần chừ, sau khi Lâm Thanh Diện đốt xích dương linh mộc lên thì lập tức nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hấp thu những chất khí trong hang động đá vôi. Dựa vào những chất khí này, ông ta có thể dần dần ngưng tụ thần hồn của mình, đến khi đó vách đá sẽ bài xích ông ta, khiến ông ta ra khỏi vách đá. Những năm qua thần hồn chi lực của ông ta đã củng cố phong ấn lại rồi. Bây giờ dù không có ông ta thì phong ấn cũng sẽ như bình thường chứ không xuất hiện vấn đề gì. Thời gian trôi qua, chất khí màu xanh trong hang động đá vôi càng ngày càng ít, mà cơ thể thoạt trông như hư ảo của Lý Mộ Bạch cũng dần dần ngưng tự lại rồi. Lâm Thanh Diện đứng một bên yên tĩnh nhìn, anh thấy trên vách đá xuất hiện nhiều pháp ấn của các trận pháp, tản ra từng luồng sáng. Không lâu sau, thần hồn của Lý Mộ Bạch bắt đầu thoát khỏi vách đá từng chút một, cảnh tượng này thoạt trông rất quỷ dị. Chừng 2 tiếng sau, thần hồn của Lý Mộ Bạch hoàn toàn thoát khỏi vách đá, chất khí màu xanh vẫn chưa hấp thu hết, ông ta nhân cơ hội này ngưng tự số chất khí còn lại lên thần hồn của mình. Sau khi một làn sóng kỳ lạ tản ra bốn phía, Lý Mộ Bạch mở mắt, lúc này thần hồn của ông ta ngưng tụ hoàn toàn, nhìn qua giống như người bình thường vậy. Chương 1010, được tự do. Cảm giác này, 100 năm nay tôi chưa từng cảm nhận được, thật không ngờ, sau 100 năm, tôi lại được tự do. Lý Mộ Bạch vui sướng nhìn thân thể rắn chắc của mình, trong trạng thái này, không thể nghi ngờ rằng ông ta giống hệt người bình thường. Đương nhiên, bản chất của ông ta khác với người có cơ thể thực sự, ông ta là linh hồn, không thể dựa vào ăn ngủ để bổ sung năng lượng, cho nên chỉ có thể khôi phục sức mạnh dựa vào tu luyện. Hơn nữa so với những người có cơ thể thực sự, những người chỉ có cơ thể linh hồn khá bất lợi trong chiến đấu cận chiến, mặc dù thể xác linh hồn của họ có thể giống như thể xác thực sự. Nhưng họ không thể bộc phát sức mạnh như thể xác thực sự. Cho nên muốn chiến đấu, họ chỉ có thể dựa vào phương pháp công kích tinh thần. Hơn nữa, một khi bị thương nặng, thể xác linh hồn dễ tiêu tan hơn cơ thể thực sự, cơ thể bình thường có thể tĩnh dưỡng để hồi phục, nhưng linh hồn sau khi bị thương nặng thì không thể khôi phục lại được, cho nên chỉ có thể chờ chết. Tất nhiên, ý nghĩa lớn nhất của việc Lý Mộ Bạch có thể trốn thoát khỏi bức tường đá không phải là ông ta mạnh đến mức nào, mà cho thấy ông ta là một lão quái vật đã sống hơn 200 năm. Một kẻ sống trên đời hơn 200 năm hoàn toàn là một món đồ cổ quý hiếm, những việc ông ta đã trải qua và kinh nghiệm ông ta tích lũy được đều nằm ngoài tầm với của người thường. Với sự hỗ trợ của ông ta, chúng thần điện chắc chắn sẽ bớt đi nhiều sai lầm trên con đường phát triển trong tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện nhìn thấy một người chỉ còn linh hồn mà vẫn còn sống trên thế giới này, trong lòng tràn đầy tò mò. Lý Mộ Bạch bước về phía anh, nâng tay lên, vỗ vai Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cảm nhận được sự tồn tại của Lý Mộ Bạch, trong lòng càng vô cùng kinh ngạc, nếu không phải sợ sẽ bất lịch sự,
Lâm Thanh Diện vẫn muốn đưa tay ra bóp thử mặt Lý Mộ Bạch xem ông ta khác người bình thường như thế nào. Lâm Thanh Diện, tuy rằng tôi hơn cậu nhiều tuổi, nhưng nếu không có cậu, tôi sẽ không thể ra khỏi bức tường đá này. Tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt này suốt đời. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ dạy cho cậu một số công pháp tấn công tinh thần, cứ thả lỏng cơ thể, không cần chống cự. Lý Mộ Bạch mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu, lập tức thả lỏng tinh thần. Lý Mộ Bạch giơ tay lên, chỉ một ngón tay vào giữa hai lông mày của Lâm Thanh Diện, sau đó Lâm Thanh Diện lập tức cảm nhận được một nguồn linh lực thuần túy xông vào trong tâm trí mình. Sau cảm giác này, Lâm Thanh Diện phát hiện trong đầu mình còn có thêm rất nhiều ký ức mà trước đây chưa từng có, nội dung của những ký ức này chính là phương pháp tu luyện thần trí. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện tiếp xúc với cách trao đổi thông tin này, anh vô cùng kinh ngạc, nhận thức về linh hồn của anh cũng sâu sắc hơn. Không biết ông ta đã đạt đến trình độ thế nào mới có thể có được bản lĩnh này. Cảm ơn ông, Lâm Thanh Diện chắp tay cảm ơn Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch cười nói, tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Những phương pháp tu luyện này tôi đã nghiên cứu trong hơn 100 năm qua. Tuy không phải là phương pháp đỉnh cấp gì, nhưng chắc chắn chúng không hề tồi, hy vọng chúng có thể giúp đỡ cậu. Lâm Thanh Diện gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng, tuy rằng đã tặng Xích Dương Linh Mộc rồi, nhưng anh cũng không hề chịu thiệt thòi. Chắc chắn đối với anh phương pháp tu luyện thần hồn sẽ có ích hơn. Sau khi giúp Lý Mộ Bạch thoát khỏi bức tường đá, Lâm Thanh Diện không tiếp tục ở lại hang nữa. Lý Mộ Bạch vẫn cần ổn định trạng thái bây giờ của bản thân, vì vậy ông ta cũng không cùng Lâm Thanh Diện trở về. Chuyện kiếm hiệp hay. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã hoàn thành mọi nhiệm vụ trở về chúng thần điện, viên ngưng hồn ngọc thứ ba anh cũng đã nắm trong tay, cho nên bây giờ anh không có việc gì cần xử lý. Tiếp theo. Lâm Thanh Diện mang theo ba viên ngưng hồn ngọc đến địa điểm đã thỏa thuận để tìm sư phụ, nếu có thể, giúp sư phụ vượt qua tai họa sắp tới. Đương nhiên, trước khi đi tìm sư phụ, anh phải về nhà trước, ở ngoài lâu như vậy, anh rất nhớ vợ và con gái. Hơn nữa, thỏa thuận giữa anh và sư phụ là 3 năm, nhưng bây giờ vẫn chưa qua 1 năm, cho nên anh cũng không cần quá vội vàng. Lần này trở về, anh chắc chắn sẽ đền bù thật tốt cho vợ và con gái. Bây giờ Nặc Nặc cũng đã đủ lớn để đưa ra ngoài chơi, có lẽ anh sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch, xem hòa nhạc. Sau khi ra khỏi tâm núi, Lâm Thanh Diện giúp giải quyết một số việc của chúng thần điện, sau khi thu xếp xong mọi việc, ngày hôm sau, anh rời khỏi vùng núi Côn Luân, vội vã về Kinh Đô. Trước khi anh đi, Chu Tước đặc biệt mời anh dùng bữa trong nhà ăn của chúng thần điện. Cô gái này quả thực đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Anh có thể lờ mờ đoán được Chu Tước đối với anh có tâm tư, vì vậy anh nói với cô ta về sắc đẹp và điều kiện của cô ta, muốn tìm được một người bạn trai phù hợp vô cùng dễ, chỉ cần nắm bắt thời điểm sẽ không còn cô đơn nữa. Sau khi Chu Tước nghe những gì Lâm Thanh Diệp nói, cô ta chỉ gật đầu đồng ý, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng đã có một đứa con gái, cô ta cũng không thể mơ mộng cùng Lâm Thanh Diện phát triển thêm gì nữa. Bữa ăn này, coi như là Chu Tước muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng nên đặc biệt mời Lâm Thanh Diện ăn. 3 ngày sau, núi Côn Luân, giữa núi. Quý Trường Thanh trở về lều của mình, sau khi nghỉ ngơi một lúc, ông ta đi theo đường tới động đá vôi. Tiểu tử kia đến gặp sư phụ, không biết hai người đã nói những gì, nhưng cậu ta chắc hẳn đã bị sư phụ làm cho sửng sốt. Tiếc là sư phụ không thể ra khỏi bức tường đá, nếu không khi có thời gian, nhất định phải gọi hai người cùng đi uống rượu. Sau đó, Quý Trường Thanh vào trong hang, bốn phía đều có đuốc đang cháy. Ông ta bước đến trước bức tường đá và nói, sư phụ đã nhìn thấy cậu ta đúng không? Sư phụ cảm thấy cậu ta thế nào? Sau bức tường đá không có tiếng đáp lại, Quý Trường Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ, cho rằng lúc này sư phụ không tiện xuất hiện. Nhưng đợi một lúc, trên tường đá vẫn không có động tĩnh gì khiến Quý Trường Thanh hoảng sợ bật dậy. Sư phụ của ông ta đã già, không phải đã lên tiên rồi chứ? Nghĩ đến khả năng này, Quý Trường Thanh lập tức cuống lên. Đi đi lại lại trước bàn thờ, không biết phải làm sao. Cuối cùng, Quý Trường Thanh thở dài bất lực, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ông ta quỳ xuống lại, tạ ơn sư phụ đã dạy dỗ. Lúc này từ phía sau, một bàn tay vỗ vào vai của Quý Trường Thanh, Quý Trường Thanh giật mình. Trường Thanh, con đã về. Quý Trường Thanh quay đầu lại, nhận ra sư phụ của mình, lập tức cảm thấy kinh hãi. Sư phụ, đây là linh hồn đã chết của sư phụ sao? Lý Mộ Bạch giật mình, sau đó cười nói, linh hồn cái gì, tên nhóc Lâm Thanh Diện kia đã giúp ta thoát ra khỏi tường đá. Từ nay về sau, ta
ta cũng được tự do rồi. Sắc mặt Quý Trường Thanh lập tức sững sờ, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên khó tin. Chương 1011, khách sạn Intercontinental. Phía Nam, thành phố Y. Trong một chiếc taxi, Lâm Thanh Diện đang ôm Lâm Nhất Nặc, Hứa Bích Hoài ngồi bên cạnh họ, vui vẻ nhìn hai cha con. Nặc Nặc, gọi ba đi. Lâm Thanh Diện nhìn đứa con gái nhỏ hơn một tuổi trên tay, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đứa nhỏ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nghe lời Lâm Thanh Diện nói xong bật cười, sau đó bằng một giọng non nớt gọi, ba. Ba. Lâm Thanh Diện cười vui vẻ, đúng là không có gì làm anh vui vẻ hơn là được ngắm nhìn con gái. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện vẻ oán trách, nói, suốt đường đi anh chỉ dậy Nặc Nặc gọi ba không biết bao nhiêu lần, thật không biết xấu hổ, tất cả là tại anh, Nặc Nặc hơn một tuổi rồi mà vẫn chỉ gọi ba thôi, chậm chết đi được, không biết di truyền từ ai. Lâm Thanh Diện cười và nói, con gái của anh rất thông minh, có thể nói rất nhiều, chỉ là không muốn nói thôi. Hứa Bích Hoài khinh khỉnh nhìn anh, thầm nghĩ rằng Lâm Thanh Diện quá nuông chiều cô con gái rồi. Nặc Nặc cũng không biết rằng mẹ cô bé đang chê cô, nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn. Cho đến nay, đã được một tuần kể từ khi Lâm Thanh Diện rời khỏi tổng bộ của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện trước tiên quay trở lại kinh đô, gặp mặt người nhà họ Lâm, sau đó kiểm tra tình hình bây giờ của nhà họ Lâm. Sau đó, anh đưa Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc đến thành phố Y, dự định dạo chơi một thời gian. Thành phố Y là một thành phố ven biển xinh đẹp với phong cảnh đẹp như trong tranh vẽ, khí hậu dễ chịu, mấy năm nay lại phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những thành phố hàng đầu trên thế giới. Sắp đến, thành phố Y có một buổi hòa nhạc của nhiều ngôi sao, Hứa Bích Hoài muốn xem buổi hòa nhạc này nên cả gia đình ba người đến thành phố Y xem. Họ vừa xuống máy bay không lâu, lúc này đang đi tìm khách sạn. Anh tài xế, tôi nghe nói khách sạn Intercontinental ở đây khá tốt, với tài xế đang lái xe. Người lái xe nghe Lâm Thanh Diện nói, nhất thời trừng mắt kinh ngạc, thực rất nổi tiếng ở đây, nhưng giá cả thực sự rất cao. Nếu anh ở đó một đêm, có lẽ là mất một tháng lương của anh, nếu ở phòng tốt hơn, lương cả năm của anh có lẽ cũng không đủ. Anh có chắc chắn muốn đến khách sạn Intercontinental không? Vừa nãy lúc gia đình ba người của Lâm Thanh Diện lên xe, tài xế để ý thấy họ mặc quần áo bình thường, chỉ là người bình thường đến thành phố Y để du lịch. Mà quan trọng nhất là những người ở trong khách sạn Intercontinental không bao giờ đi taxi. Đó là lý do tại sao anh ta nhắc Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười với anh ta nói, không sao, anh cứ đưa chúng tôi tới đó. Thấy Lâm Thanh Diện nhất quyết muốn đi, người lái xe cũng không nói gì nữa. Sau đó, anh ta lại nghĩ đến một khả năng, nhạc hoành tráng dành cho các ngôi sao lớn, rất nhiều ngôi sao sẽ đặt phòng tại khách sạn Intercontinental. Mỗi ngày có rất nhiều người đến cổng khách sạn để chờ đợi, chỉ để được tận mắt ngắm thần tượng của mình. Anh chị hẳn là đến xem các ngôi sao thần tượng phải không? Người lái xe thuận miệng hỏi. Ngôi sao gì? Lâm Thanh Diện nghi ngờ hỏi. Anh không biết sao, sắp tới, sẽ có rất nhiều người nổi tiếng, vậy anh đến đây làm gì? Người tài xế hỏi. Đến ở, Lâm Thanh Diện nói. Người lái xe kinh ngạc. Nhìn thế nào cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện không giống một người có thể sống ở nơi như vậy. Nhưng anh ta cũng không nói nhiều, chỉ thầm nghĩ trong lòng, không nói gì nữa. Không lâu sau, người lái xe đã dừng xe để cả nhà ba người xuống xe ở bên đường, vì taxi không được phép vào khu vực trước khách sạn Intercontinental nên họ phải đi bộ qua. Sau khi xuống xe, Lâm Thanh Diện liếc Hứa Bích Hoài hỏi, nếu anh nhớ không nhầm thì nhà họ Tô có nắm cổ đầu và nói, hình như trước khi chúng ta đi. Cha em đã nói với em một câu, nói Thanh Diện mỉm cười, vì nhà họ Tô có cổ phần trong khách sạn Intercontinental nên lại có thể bớt chút phiền toái. Vì vậy, anh lấy điện thoại di động của mình ra, gọi cho Tô Thành Hải. Nếu là trước kia, Lâm Thanh Diện nhất định sẽ không nghĩ đến dựa vào quan hệ như thế này, nhưng lần này Nặc Nặc đi cùng bọn họ, để cho con gái được vui vẻ, Lâm Thanh Diện muốn càng đơn thức nói rằng ông ấy đã nhắc nhở bên khách sạn Intercontinental từ trước. Còn để một chiếc thẻ vào túi đồ chơi của Nặc Nặc trước khi họ đi, họ có thể nhận hai phòng tổng thống trong khách sạn Intercontinental bằng chiếc thẻ đó. Lâm Thanh Diện mở túi đồ chơi của Nặc Nặc, quả nhiên anh tìm thấy một thẻ VIP của khách sạn Intercontinental. Cả ba người đi về phía khách sạn Intercontinental, khi sắp đến người rất đông, nhiều người trong số họ đang cầm bảng hiệu, đuổi theo thần tượng. Anh thực sự không hiểu nổi bọn họ đứng ở đây lâu như vậy, rốt cuộc chỉ để nhìn những người nổi tiếng. Người ta còn không chào họ lấy một câu,
làm vậy có đáng không chứ? Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài cũng tỏ ra khó hiểu và nói, có thể là do chúng ta đã lớn tuổi nên không hiểu cười, hai người họ tự nhận mình già trong khi chưa đến tuổi 30, đúng là có hơi không biết xấu hổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cả ba người đến trước cổng khách sạn Intercontinental, đi thẳng vào cửa khách sạn. Những người theo đuổi thần tượng ở hai bên đều chờ mong nhìn thấy ba người bọn họ, dường như đang suy nghĩ xem ba người họ là ngôi sao lớn nào. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến ánh mắt của những người muốn nhanh chóng đưa con gái vào trong nghỉ ngơi. Ngay khi họ chuẩn bị bước vào khách sạn, một người đàn ông chạy đến, ngăn cản ba người họ. Các người định làm gì? Đây là nơi thần tượng của bọn tôi sống, các người định quấy rầy họ nghỉ ngơi sao? Lâm Thanh Diện cau mày nói, chúng tôi muốn thuê phòng ở, mời các anh tránh ra. Người đàn ông nhìn Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, sau đó chỗ này một đêm tốn bao nhiêu tiền không? Nhìn các người như vậy cũng muốn ở đây sao? Đừng tưởng tôi không thể nhìn thấy chiêu trò của các người, có phải các người muốn lẻn vào chụp ảnh thần tượng với danh nghĩa check-in, thậm chí còn đưa cả con cái của mình đến để chụp ảnh, xem ra phóng viên báo lá cải bây giờ vì chụp ảnh cái gì cũng có thể làm. Chương 1012, một bài học. Nghe người đàn ông kia nói, mặt Lâm Thanh Diện lập tức trầm xuống. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ đẩy người đàn ông này ra. Không thèm để ý loại chuyện vô nghĩa này, nhưng bây giờ Nặc Nặc đang ở bên cạnh, anh không thể để cô bé thấy mình rất bạo lực, nên đành nhịn xuống. Tôi không phải phóng viên báo lá cải, các người chờ thần tượng của mình, tôi không quan tâm, nhưng xin đừng xen vào chuyện của tôi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Nghe Lâm Thanh Diện nói, anh ta lập tức chế nhạo, nói, giả bộ giống lắm, mọi người nói xem, tên này lợi dụng con gái nhỏ như vậy để lén chụp ảnh, anh không biết xấu hổ sao? Đứa bé này là con gái của anh, có một người cha như anh, tôi nghĩ con bé lớn lên, cũng không tốt đẹp gì. Đám người xung quanh lại bổ sung thêm, bởi vì trong lòng họ Lâm Thanh Diện chính là một phóng viên báo lá cải vì những gì người đàn ông kia vừa nói. Nguyên nhân chính của chuyện này là quần áo của Lâm Thanh Diện quá bình thường, không giống người ở trong khách sạn Intercontinental nên càng khiến người ta nghi ngờ. Thời nay, con người thật sự ngày càng ngang nhiên. Nhưng đưa cả vợ con đến để chụp lén ngôi sao thần tượng ở khách sạn thực sự là bại hoại xã hội. Người này cũng không tự mình xem trên người đang mặc quần áo kiểu gì, còn mạnh miệng nói muốn làm thủ tục nhận phòng, có thể ở nơi như thế này mà tại sao lại ăn mặc như vậy. Tôi cảm thấy rằng chúng ta nên nhanh chóng thông báo cho bảo vệ, đưa họ đi xử lý, nếu không sau này thực sự xảy ra chuyện ảnh hưởng đến thần tượng của chúng ta, vậy là xong đời rồi. Lâm Thanh Diện không ngờ rằng người đàn ông đã ngăn cản mình lại nói những điều như vậy, thậm chí anh ta còn nói rằng Nặc Nặc khi lớn lên sẽ không tốt đẹp, điều này chắc chắn đã chạm điểm mấu chốt của Lâm Thanh Diện. Ai cũng có vảy ngược, động vào chắc chắn phải nhận hậu quả. Trước kia, Hứa Bích Hoài là vảy ngược của Lâm Thanh Diện, nhưng bây giờ Nặc Nặc cũng là vảy ngược của Lâm Thanh Diện. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào dám nói xấu con gái mình. Anh quay đầu lại nhìn Hứa Bích Hoài một cái. Nói, để Nặc Nặc quay đầu lại. Hứa Bích Hoài lúc này cũng tràn đầy tức giận, thầm nghĩ những người này theo đuổi thần tượng đến mức đầu óc hồ đồ rồi, đã vậy còn theo, vì vậy cô gật đầu, sau đó bế Nặc Nặc đi ra xa một chút, không để cô Nặc quay qua chỗ khác, lại nhìn về phía người đàn ông, giọng lạnh lùng hỏi, anh vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Người đàn ông bĩu môi nói, tôi đã nói con gái anh lớn lên nhất định cũng không nên thân gì. Các anh mau cút khỏi đây. Đừng ảnh hưởng đến thần tượng của chúng tôi đi qua đây. Lâm Thanh Diện sau khi nghe anh ta nói xong cũng không nói nhảm vô nghĩa ngay lập tức, nằm trên mặt đất trong tư thế con cóc, vẻ mặt đa đớn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, anh dám đánh tôi. Đám người xung quanh không ngờ Lâm Thanh Diện lại thẳng tay làm vậy, tất cả đều sửng sốt. Đây chỉ là dạy cho anh một bài học, tôi hy vọng sau này anh có thể khống chế cái miệng của mình. Lâm rõ ràng là không phục, nhưng anh ta cảm thấy không thể đánh lại Lâm Thanh Diện, vì vậy anh ta tức giận nói, anh chờ đấy tôi sẽ gọi bảo vệ, để bảo vệ bắt anh lại. Nói xong anh ta hét vào mặt nhân viên bảo vệ đang đứng canh cách đó không xa. Thấy tình hình bên này hỗn loạn, nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới. Các người làm gì ở đây? Người bảo vệ hét viên báo lá cải. Anh ta giả vờ vào bên trong đặt phòng, nhưng thật ra anh ta muốn vào chụp lén ảnh thần tượng của chúng tôi. Vì tôi đã vạch mặt anh ta nên anh ta đã ra tay với tôi, các anh nhanh chóng bắt anh ta lại. Người bảo vệ nghe lời nói của người đàn ông,
lập tức liếc nhìn Lâm Thanh Diện và hỏi, những gì anh ta nói có phải là sự sao, có thể là người sống ở đây? Người đàn ông vội vàng bổ sung thêm một câu. Lâm Thanh Diện bỏ qua lời nói của người đàn ông, nhưng lấy thẻ VIP ra, đưa cho nhân viên bảo vệ. Gọi giám đốc của anh ra đây. Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay Lâm Thanh Diện, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chiếc thẻ trong tay Lâm Thanh Diện hóa ra là thẻ VIP cao cấp phiên bản giới hạn của khách sạn Intercontinental. Rất ít người ai có thẻ này, đều là khách quan trọng bậc nhất của khách sạn Intercontinental bọn họ. Người đàn ông ra, anh ta nói một cách mỉa mai, anh nghĩ rằng anh có thể đánh lừa mọi người bằng cách lấy thẻ của tiệm hớt tóc ra đây sao? Muốn gặp giám đốc khách sạn Intercontinental, thật là nằm mơ. Nhưng điều mà anh ta không ngờ là sau khi nhìn thấy tấm thẻ này, nhân viên bảo vệ lập tức trở nên cung kính đối với Lâm Thanh Diện, nói, được rồi thưa ngài, ngài chờ một chút, sạn. Người đàn ông và mọi người xung quanh đều nghi hoặc, không ngờ rằng nhân viên bảo vệ lại thực sự nghe lời Lâm Thanh Diện, chạy vào gọi người giám đốc. Chẳng lẽ người này thật sự tới đây nhận phòng sao? Bảo vệ sao lại nghe lời anh ta như vậy? Không biết, anh ta vừa lấy ra cái thẻ gì? Người đàn ông trợn mắt quát, đừng để bị anh ta lừa. Nhân viên bảo vệ nhất định không đốc. Mọi người đều cảm thấy có lý, so với việc Lâm Thanh Diện có thể sống trong khách sạn Intercontinental, họ thà tin rằng nhân viên bảo vệ không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Người đàn ông bĩu môi nhìn Lâm Thanh Diện, nói anh muốn gọi giám đốc ra, chỉ sẽ gây ra càng nhiều rắc rối hơn nữa cho mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ngu ngốc như vậy. Lâm Thanh Diện lúc sau, bảo vệ bước ra cùng một người đàn ông mặc vest. Giám đốc, chính là vị này. Người bảo vệ chỉ vào Lâm Thanh Diện. Người giám đốc bước nhanh đến chỗ Lâm Thanh Diện và nói, thưa ngài, tôi có thể xem thẻ VIP của ngài không? Lâm Thanh Diện đưa thẻ ra. Người giám đốc kiểm tra thẻ, sau khi xác nhận đó là thẻ thật, anh ta nhớ ra điều gì đó và hỏi, xin hỏi ngài có lập tức biết thân phận của Lâm Thanh Diện, thái độ tôn trọng hơn trước, nói anh Lâm, anh có thể đến khách sạn của chúng tôi chính là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Để anh gặp phải chuyện như vậy khi ở trong khách sạn là sơ suất của chúng tôi. Tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Khi mọi người xung quanh nghe thấy những gì người giám đốc nói với Lâm Thanh Diện, Khuôn Kiếm Chuyện với Lâm Thanh Diện cũng sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói, anh ta. Anh ta thật sự đến đây để ở. Chương 1013, con đường này cũng là của nhà chúng ta. Trời đất ơi, giám đốc của khách sạn Intercontinental lại đối với anh khách khí như vậy, đây là có bối cảnh thâm hậu như thế nào mới có đãi ngộ như vậy? Hóa ra thật sự là chúng ta hiểu lầm người ta thật sự là tới vào ở, ngay cả giám đốc của khách sạn Intercontinental cũng cung kính với anh ta như vậy, chuyện này khẳng định không sai được. Ha ha ha, thật là làm cho người ta không tưởng tượng được, mặc phổ thông như vậy, lại ở khách sạn đắt như vậy, điều này sợ rằng mới thật sự là đại lão khiêm tốn đi. Sau khi giám đốc nói xin lỗi với Lâm Thanh Diện, xoay người nhìn về phía người đàn ông đã nghi ngờ Lâm Thanh Diện, thái độ nháy mắt trở nên lạnh như băng. Ngài Lâm là khách quý của chúng ta, anh lại nói năng lỗ mãng, nghi ngờ thân phận của ngài ấy, còn làm trễ nhiều thời gian quý giá của ngài Lâm như vậy. Anh gây ra tổn thất không thể lường được cho ngài Lâm, cho nên chúng ta phải bắt anh lại giao cho cảnh sát, hy vọng anh có thể phối hợp. Nói xong, giám đốc vừa nhìn về phía mọi người chung quanh, cất cao giọng nói, còn các người, cũng mời mau rời đi, từ nay về sau, trước cửa khách sạn Intercontinental cấm bất kỳ mọi hoạt động theo đuổi minh tinh. Nếu như có người không tuân theo sẽ để cho bảo vệ của chúng tôi bắt lại, giao cho cơ quan công an. Mọi người nghe được lời này của giám đốc, nhất thời luống cuống, bọn họ còn tưởng rằng chuyện này không quan hệ đến bọn họ, cũng không muốn người ta không cho phép tiến hành hoạt động theo đuổi minh tinh ở chỗ này. Người đàn ông nghi ngờ Lâm Thanh Diện cũng trợn tròn mắt, anh ta không nghĩ tới giám đốc của khách sạn Intercontinental lại muốn bắt mình giao cho cảnh sát. Rõ ràng mới vừa rồi hắn mới là người bị đánh đó. Giám đốc cũng không nói nhảm, cho bảo vệ ở một bên một ánh mắt, đội trưởng đội an ninh hiểu ý, đi tới bắt người đàn ông đó lại. Những bảo vệ còn lại cũng bắt đầu đuổi những người tụ tập ở chỗ này ra ngoài. Người đàn ông đó vội vàng phản kháng, mở miệng kêu, các người dựa vào cái gì bắt tôi, coi như anh ta thật sự là tới vào ở thì sao? Mới vừa rồi là anh ta đạp tôi một cước. Muốn trách, thì vị tiên sinh này đối với anh tương đối khách khí, là chính anh không thuận theo không buông, nếu đổi lại là tôi. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không nương tay với anh. Đội trưởng an ninh hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông này thấy bảo vệ căn bản cũng không để ý tới lời của anh ta, nhanh chóng vòng vo đảo trong mắt,
sau đó lớn tiếng kêu, vậy các người dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi, chúng tôi tới xem idol của chúng tôi là quyền lợi của chính chúng tôi. Mọi người bỏ cơ hội ở đây đợi idol của chúng ta cũng không vào bên trong khách sạn của bọn họ, nơi này là khu vực công cộng, ai cũng không có tư cách đuổi chúng ta đi. Bất kể lúc nào, chọc giận đám đông, đều là biện pháp giải quyết vấn đề rất hữu hiệu. Chỉ cần mọi người cũng phản đối khách sạn Intercontinental An ninh đuổi bọn họ đi, người nam này còn có cơ hội được lời của người đàn ông này, tất cả đều kịp phản ứng lại, lúc này đứng lên phản kháng. Nói đúng lắm, các người dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi? Chúng tôi vừa không đi vào trong khách sạn, nơi này là khu vực công cộng, các người không có tư cách đuổi chúng tôi đi. Các người thật sự là quá bá đạo, nói đuổi chúng tôi đi, chúng tôi phải nghe các người sao? Nơi này giám đốc của khách sạn Intercontinental lại cậy mạnh vô lý như vậy, chúng tôi chỉ là ở cửa, lại muốn đuổi chúng tôi đi, các người tại sao không nói con đường trước cửa này cũng không để cho chúng tôi đi. Giám đốc nghe được lời nói của mọi người, mặt không cảm giác, nhàn nhạt nói, xin lỗi, khu vực trước cửa khách sạn nhìn qua là khu vực công cộng, thực ra là trong phạm vi con đường trước mặt này, cũng là của khách sạn Intercontinental chúng tôi. Nhiều năm trước, nơi này cũng không có đường. Khách sạn Intercontinental chúng tôi mua toàn bộ đất chung quanh đây, sửa lại con đường này, chính vì đem lại sự thuận tiện cho khách đến nghỉ lại khách sạn chúng tôi. Các người có thể đứng ở đây, chỉ là khách sạn chúng tôi ngầm cho phép mà thôi, nếu là thật muốn so đo, chúng tôi đi con đường trước mặt này. Nếu là các người không tin, bây giờ tôi cũng có thể mang giấy tờ mua bán và sở hữu đến, chỉ là đến lúc đó, chúng tôi sẽ nhận định các người phi pháp xông vào, đây chính là phải ngồi tù. Mọi người nghe thấy những lời này của giám đốc, trợn tròn mắt, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, khu vực trước cửa khách sạn nhìn qua cùng khu vực Intercontinental. Thậm chí con đường trước mặt này, cũng là khách sạn Intercontinental mua đất sửa đường. Lần này tất cả mọi người đều không dám kháng nghị cái gì nữa, bảo vệ đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng chỉ có thể thành thật rời đi. Người đàn ông đó cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp phản kháng nào nữa, cục công an. Bất kể cảnh sát có trừng phạt anh ta hay không, điều này cũng sẽ trở thành xử lý xong những chuyện này. Giám đốc lập tức đưa một nhà ba người Lâm Thanh Diện đi vào trong khách sạn, đưa bọn họ đến hai phòng tổng thống duy nhất của khách sạn Intercontinental. Hai phòng tổng thống này tuyệt đối có quy cách cao nhất thế giới, giá cả của một đêm chừng 30 triệu, thật sự là khách sạn xa xỉ. Dĩ nhiên, Lâm Thanh Diện cầm thẻ khách quý tới, ở tại phòng tổng thống Lâm Thanh Diện. Vì để tránh cho sau này khách sạn Intercontinental lần nữa phát sinh những chuyện tương tự, trực tiếp đăng tin lên mạng xã hội, vì tiếp đãi một vị khách quan trọng, bọn họ ngay từ ngày hôm đó, không tiếp nhận minh tinh vào ở nữa. Tin tức này trong nháy mắt nổ tung trên mạng xã hội ở thành phố Y. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, khách sạn Intercontinental vì một vị vào ở, vị khách quan trọng này rốt cuộc có bối cảnh gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán thân phận của vị khách quý này, dĩ nhiên, những thứ này ước chừng chỉ ở mức nghe đồn đại. Những minh tinh đã vào ở khách sạn Intercontinental cũng sẽ không yêu cầu bọn họ rời đi, dẫu sao mọi chuyện chú trọng tới trước tới sau, coi như vì vào ở đi, chỉ có thể cấm minh tinh không đến ở nữa. Xế chiều hôm đó, Dương Tư Dĩnh cùng với trợ lý đi tới khách sạn Intercontinental, hôm nay cô ta mới vừa từ nước ngoài quay phim về nước. Cho nên cũng không biết quy định của khách sạn Intercontinental mới đặt ra. Làm ngôi sao tuyến 1, Dương Tư Dĩnh dĩ nhiên là đối với nơi mình ở có yêu cầu nhất định, hơn nữa khách sạn Intercontinental một chút. Cô ta dẫn trợ lý đi tới cửa khách sạn, mặt đầy kỳ lạ, trong đầu nghĩ nơi minh tinh hội tụ như vậy, làm sao mà một fan hâm mộ cũng không có, hiện ra vẻ rất khác thường. Lúc này bảo vệ nhìn thấy các cô, lập tức đi tới, sau nhiều lần xác nhận. Bảo vệ hỏi một câu, xin hỏi cô là Dương Tư Dĩnh sao? Dương Tư Dĩnh gật đầu. Trợ lý của cô ta lập sẽ bởi vì danh tiếng lớn của chị Dĩnh sắp xếp một căn phòng tốt sao? Bảo vệ lắc đầu, nói, hai người hiểu lầm, khách sạn chúng tôi không nhận khách là minh tinh, tôi tới là xác nhận một chút, sau đó khuyên hai người đi những chỗ khác. Chương 1014, nhân vật lớn. Dương Tư Dĩnh và trợ lý nghe được lời bảo vệ nói đều sửng sốt một chút. Không tiếp khách minh tinh, cậu đùa với chúng tôi à, chúng tôi biết rất nhiều minh tinh ở đây, không phải các người cố ý nhắm vào chị Dĩnh đấy chứ. Người trợ lý bất mãn nói với bảo vệ. Bảo vệ nhìn chằm chằm trợ lý, mở miệng nói, xin lỗi, chúng tôi không nhằm vào cô Dương. Quy định này vừa đưa ra buổi sáng, minh tinh nhận phòng trước buổi sáng có thể vào bình thường,
nhưng Minh Tinh đến sau thì chúng tôi không phục vụ. Dương Tư Dĩnh nghe được lời bảo vệ trên mặt cũng là lộ ra một tia khó chịu, mặc dù người bảo vệ này đã giải thích rõ, nhưng kiểu gì cũng thấy quy định này nhắm vào cô. Lần này cô cũng sẽ tham gia buổi hòa nhạc ở thành phố Y, trước khi tới, cô đã liên lạc với mấy ngôi sao có mối quan hệ tốt với mình, bọn họ đều ở khách sạn Intercontinental. Bây giờ chỉ có cô ta bị chặn ngoài cửa, đây là chuyện làm cô ta khá mất mặt mũi. Dù gì giờ cô cũng là hoa đán, ở trong giới điện ảnh và truyền hình có địa vị nhất định, như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể ở chỗ kém người khác. Anh bảo vệ, anh đừng đùa với chúng tôi, Tiểu Ngô, còn không mau cho anh bảo vệ phong bì, coi như là quà ra mắt. Dương Tư Dĩnh cười nói một câu. Trợ lý cũng hiểu ý, tưởng là bảo vệ này đang đòi tiền họ, móc trong túi quần ra 2 triệu hơn, nhét vào tay bảo vệ. Bảo vệ lập tức tránh đi, lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng tôi có quy định không nhận tiền của khách, hơn nữa đây không phải chuyện giải quyết được bằng tiền, cho nên mời hai vị mau rời đi. Trợ lý nhất thời khó chịu, tức giận nói, sao anh kém hiểu chuyện thế, cho tới giờ tôi chưa từng gọi quản lý đến đây, ta phải khiếu nại anh với quản lý khách sạn. Quy định này là giám sáng nay khách sạn chúng tôi có vị khách vô cùng quan trọng tới check-in, nhưng vì những người hâm mộ của các minh tinh gây ra phiền phức đã đắc tội với vị khách này, cho nên giám đốc mới đưa ra quy định như vậy, cho nên xin mọi người thông cảm. Bảo vệ giải thích một chút. Trợ lý và Dương Tư Dĩnh sau khi nghe xong, trên mặt kinh ngạc hơn, không ngờ quy định từ chối tất cả các minh tinh khác, vị khách kia rốt cuộc là ai. Dương Tư Dĩnh thấy bảo vệ không có ý châm trước, biết hôm nay là không thể nào vào ở khách sạn Intercontinental, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, xem ra tôi không có duyên với khách sạn này, chúng ta đi những nơi khác xem một chút đi. Lúc này trợ lý đảo mắt, nhìn chằm chằm bảo vệ hỏi một câu, khách chúng tôi vào tìm bạn thì sao? Bạn chúng tôi đã đặt phòng trước và vào rồi, bây giờ chúng tôi đi vào cùng cô ấy hẳn không có vấn đề chứ? Bảo vệ lập tức bị nghẹn lời bởi câu hỏi của trợ lý, cẩn thận suy tính một chút lại, giám đốc nói khách vào ở trước buổi sáng nay không sao, cho nên gật đầu đồng ý. Trợ lý thấy bảo vệ gật đầu, lập tức cười nói, chị Dĩnh, không phải chị Đoá đã vào rồi sao? Cô ấy thuê một phòng suýt chắc còn trống một phòng, chị liên lạc với chị ấy đi, để cho cô ấy ra đón chị, tôi tự đến chỗ khác tìm khách sạn là được. Dương Tư Dĩnh nghe được lời trợ lý, ánh mắt cũng sáng lên. Là hoa đán đang ăn khách, mặt mũi đương nhiên cũng tương đối quan trọng, dù ở cùng người khác, chỗ cái, cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho người tên Vân Đoá. Vân Đoá cũng là ngôi sao điện ảnh đang ăn khách giống Dương Tư Dĩnh, là một diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng, bởi vì thực lực tương đương, cho nên quan hệ cá nhân hai người rất tốt. Sau khi kết nối, Dương Tư Dĩnh kể chuyện của mình cho Vân Đoá một lần, Vân Đoá nói đúng là có chuyện như vậy, cô ấy cũng không ở cũng hơi nhàm chán. Không bao lâu, Vân Đoá tới cửa đưa Dương Tư Dĩnh cùng đi vào, trợ lý tự tìm cho mình khách sạn ở lân cận. Vân Đoá đặt phòng suite 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, ở khách sạn Intercontinental, cũng coi là phòng tương đối cao cấp. Căn phòng này cũng là giới hạn tối đa Vân Đoá có ấy đã bắt đầu đau lòng. Mặc dù là minh tinh đang ăn khách, tiền kiếm được người thường không lớn thì họ không bằng được. Vào phòng trong, Vân Đoá cười với Dương Tư Dĩnh nói, cậu đen đủi thật, nếu như cậu đến sớm hơn chút sẽ không có chuyện như vậy. Hơn nữa chuyện sáng hôm nay đúng là làm mọi người sợ hết hồn, tôi cũng là lần đầu thấy một khách sạn vì một vị khách mà đắc tội tất cả minh tinh. Dương Tư Dĩnh nghe được lời Vân Đoá, mặt đầy tò mò hỏi, người là khách sạn cao cấp, có thể khiến bọn họ tiếp đãi như vậy. Chẳng lẽ lại là nhân vật lớn nào đó đấy à? Vân Đoá gật đầu nói, chắc thế đấy, nhưng tôi cũng không biết nhân vật lớn này trông ra sao, anh ta ở trong phòng tổng thống cao cấp nhất, với tình huống như vậy ở nơi đó không ai đến gần, cho nên dù gặp được cũng không biết được. Dương Tư Dĩnh hơi thất biết đây là người này thế nào? Vân Đoá cười một tiếng, nói, nếu như có cơ hội, nhất định tôi phải đi làm quen nhân vật lớn này. Nhớ có may mắn được gả vào nhà giàu, cũng không cần sống khổ cực như bây giờ. Dương Tư Dĩnh lập tức cười lên, nói thật ra thì ý tưởng của tôi giống cậu, xem ra hai chúng ta phải làm tình địch rồi. Vân Đoá cũng cười, cũng không để ý, nên mọi người cũng sẽ không coi là thật. Đúng rồi, lần trước cậu đến nước xa tìm đạo diễn Thẩm thế nào? Lấy lại được vai nữ chính chưa? Vân Đoá hỏi một câu. Dương Tư Dĩnh trên mặt nhất thời lộ ra một chút mất mát, nói, đừng nói nữa. Đây chắc chắn là chuyện thảm nhất tôi từng trải qua, không chỉ không cướp được vai nữ chính mà còn đắc tội nhân vật lớn, có thể sự nào. Vân Đoá trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trong đầu Dương Tư Dĩnh hiện ngay lên bóng người Lâm Thanh Diện, nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, cả người cũng trở nên dầu dĩ, ân hận. Chương 1015, nhà hàng Xuân Phong. Giữa trưa hôm nay, bởi vì thời tiết nóng, Hứa Bích Hoài không muốn đưa Nặc Nặc ra ngoài. Lâm Thanh Diện lên mạng tìm mấy quán ăn ở gần đó thấy không tệ, nên muốn nếm thử hương vị, cho nên Xuân Phong nhận việc đi mua thức ăn về. Anh bước ra từ trong phòng tổng thống, bên ngoài có người phục vụ riêng của anh đang chờ, túc trực 24 giờ. Người phục vụ thấy Lâm Thanh Diện đi ra, vội cung kính với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, ngài Lâm, chào buổi sáng, ngài có gì cần phục vụ sao? Lâm Thanh Diện nhìn anh ta cười cười, nói tôi muốn ra mua chút đồ, nếu bên trong có chuyện gì, làm phiền anh nhanh chóng thông báo cho tôi biết. Người phục vụ nhanh chóng gật đầu. Lâm Thanh Diện đi xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua một căn phòng, thì cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm từ bên trong đi ra. Chính là Vân Đoá. Vân Đoá nhìn Lâm Thanh Diện, thấy anh ăn mặc bình thường, tưởng rằng Lâm Thanh Diện là nhân viên vệ sinh của khách sạn, chạy nhanh tới nói một câu, anh chờ chút, giúp tôi vứt rác trong phòng nhé. Lâm Thanh Diện sững sờ một chút, nhìn chằm chằm vào Vân Đoá, không ngờ chính anh lại bị hiểu lầm là nhân viên vệ sinh. Nhưng dù sao anh nghĩ chính anh cũng phải đi xuống, giúp đỡ một chút cũng có sao, vậy là nói một câu, được thôi. Vân Đoá vội vàng lấy rác trong phòng ra, đưa cho Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện nhận lấy, anh vội vã bước xuống phía dưới. Vân Đoá nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Thanh Diện, nói thầm, nhân viên vệ sinh của khách sạn Intercontinental này ngay đến cả đồng phục cũng không có sao. Không phải chứ. Lúc này trong phòng vang lên giọng nói của Dương Tư Dĩnh, Vân Đoá, cô vừa nói chuyện với ai đó. Vân Đoá trở vào trong phòng, một nhân viên vệ sinh, trang phục chính thức cũng chưa mặc, xem ra không phải chi tiết nào. Dĩnh cười cười, nghĩ thầm chỉ là một nhân viên vệ sinh, cho nên cũng không để trong lòng. Phải rồi tiểu Dĩnh này, tối nay tôi có hẹn một người dùng bữa tại nhà hàng Xuân Phong, nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố Y, cô có muốn đi không? Người tôi hẹn là cậu chủ của một doanh nghiệp lớn tại thành phố Y, vừa đẹp trai, lại vừa có tiền đấy. Vân Đoá nhìn chằm Dĩnh nở nụ cười, mở miệng nói, cô định biến tôi thành bóng đèn à, nếu tôi đi, lỡ như cướp mất cậu chủ lắm tiền của cậu thì phải làm sao bây giờ? Há há, vậy tôi sẽ không ép nữa, cứ chờ xem tôi thu phục anh ta nè, sau đó tôi nhất định sẽ mời cô đi ăn. Vân Đoá cười nham hiểm, rõ ràng là lúc nãy chỉ hỏi Dương Tư Dĩnh cho lịch sự, không mua cơm trở về. Một nhà ba người ăn cơm xong, bởi vì Nặc Nặc muốn ngủ, cho nên ba người ở lại khách sạn đến chiều. Vào buổi tối, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, Lâm Thanh Diện tính đưa mẹ con họ đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Y ăn cơm. Hai người lấy một ít đồ dùng cho Nặc Nặc rồi rời khỏi khách sạn Intercontinental. Chồng à, bây giờ chúng ta đi hỏi một câu. Lâm Thanh Diện cười nói, đi nhà hàng Xuân Phong, đây là nhà hàng đặc biệt nổi tiếng ở thành phố Y. Mỗi ngày đều chật kín người, rất nhiều người phải đi từ sáng sớm để đặt chỗ cho buổi tối. Anh đã bảo quản lý khách sạn Intercontinental đặt một bàn cho chúng ta rồi, cho nên chúng ta không cần lo lắng đi không có chỗ. Hứa Bích Hoài gật đầu, cùng Lâm Thanh Diện cần đưa Nặc Nặc đi ăn là được. Cùng lúc đó, tại nhà hàng Xuân Phong, Vân Đoá đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm, mặc quần jean, xuất hiện ở cửa nhà hàng. Tuy rằng cô ta ăn mặc khá kín đáo, nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi vì vóc dáng cô ta rất gợi cảm, khiến cho ai đi qua cũng phải nhìn vài lần. Cũng may những người nhìn vào vóc dáng cô ta, cũng có một chiếc Ferrari màu đỏ đậu ở cửa nhà hàng Xuân Phong, tiếng động cơ nổ vang làm cho tất cả mọi người đều tỏ ánh mắt hâm mộ với chủ nhân chiếc xe. Một người thanh niên ăn mặc thời thượng, cao lớn, đẹp trai từ trên xe xuống, đi tới trước mặt Vân Đoá. Vân đại mỹ nữ, để cô đợi lâu rồi. Người thanh niên cười nói với Vân Đoá một câu, rồi khoác vai cô ta. Vân Đoá không kháng cự, mở miệng nói, cậu chủ Mã, anh đừng làm như vậy, xì căng đan đó. Người thanh niên gọi là cậu chủ Mã cười ha hả, nói, tôi muốn xem có tên tôi lên mạng, sau đó anh ta đừng hòng làm việc ở thành phố nào nữa. Mã Thế Siêu, là con trai của ông chủ của tập đoàn Đằng Phi nổi tiếng ở thành phố Y, dù ở thành phố Y như một thành phố lớn trên quốc tế, anh ta cũng coi như nhà giàu có. Dựa vào sự ảnh hưởng của ba mình ở thành phố Y, Mã Thế Siêu từ trước đến nay ngang tàng, căn bản không mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ cần tốn chút tiền đều có thể giải quyết. Anh ta ôm Vân Đoá đi vào bên trong nhà hàng Xuân Phong, lúc này trong nhà hàng rất náo nhiệt, cơ bản tất cả các bàn đều đã có người ngồi.
Người phục vụ nhà hàng Xuân Phong nhìn thấy Mã Thế Siêu tiến vào, mặt biến sắc, vội xoay người chạy tới báo cho ông chủ nhà hàng Xuân Phong. Một lát sau, ông Siêu. Cậu Mã, ngài quang lâm đến quán nhỏ này, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Ông chủ mở miệng nói cười với Mã Thế Siêu. Ở thành phố Y, cơ bản ai cũng biết, Mã Thế Siêu không dễ chọc, cho nên gặp mặt đều là khách khách khí khí. Đừng nói vinh hạnh hay không vinh hạnh, mau tìm cho tôi một bàn, tôi muốn ăn cơm. Mã Thế Siêu không kiên nhẫn nói một câu. Sắc mặt ông chủ sự xin lỗi, hôm nay cậu tới muộn rồi, chúng tôi đã hết chỗ, hay là cậu ngồi chỗ này chờ chút, tôi bảo nhà bếp làm cho vài món ăn, cậu mang về ăn nha. Mã Thế Siêu trừng mắt, chỉ vào một cái bàn trống cách đó không xa, mở miệng nói, ông cho tôi là kẻ mù à. Cái bàn bên kia không phải còn trống sao, tại sao nhà hàng Xuân Phong các người, cố ý hả? Cậu Mã, cậu đừng hiểu lầm. Bàn kia đã có người đặt rồi, hơn nữa người ta đã đặt cọc rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ đến đây, chúng tôi nhất định phải giữ chỗ. Ông chủ vội giải thích. Ông đây mặc kệ đã đặt rồi hay chưa, chỗ đó không có người ngồi, tức là không có ai, hôm nay tôi ăn ở đó, xem ai dám đuổi tôi đi. Nói xong, Mã Thế Siêu dẫn Vân Đoá tới biết phải làm gì bây giờ. Ông chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người phục vụ mở miệng hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Không thể đuổi anh ta đi được, trước hết cứ từ từ xem, chờ khi khách đặt bàn kia tới đây, xem có thể thương lượng được không. Ông chủ trả lời. Không lâu sau, một nhà ba người Lâm Thanh Diện đi tới cửa nhà hàng Xuân Phong. Chương 1016, anh đã thành công chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Ôi, thưa ngài, thật ngại quá, bàn kia vốn là các ngài đặt trước, nhưng vài phút trước, đã bị cậu chủ của tập đoàn Đằng Phi ở thành phố Y chiếm mất, hay là chúng tôi trả lại tiền cọc. Dặn nhà bếp làm vài món, các ngài mang về ăn, ngài thấy sao ạ? Lâm Thanh Diện sau khi nghe ông ta nói vậy, nhíu mày, khó chịu mở miệng nói, cái bàn này là chúng tôi đặt trước rồi, anh ta dựa vào cái gì mà chiếm? Nếu anh ta đã muốn ăn ở đây, tại sao lại không đặt trước? Ông chủ thấy Lâm Thanh Diện tức giận, vội giải thích, thưa ngài, hẳn các ngài là khách du lịch từ nơi khác đến, có thể không biết đến cậu chủ nhà họ Mã. Cậu chủ nhà họ Mã là con trai cả của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đằng Phi đứng đầu thành phố Y, mà Tập đoàn Đằng Phi ở thành phố Y có thể nói là thế lực thâm hậu, cho nên cơ bản không có ai dám động đến cậu chủ nhà họ Mã. Hơn nữa cậu chủ nhà họ Mã này tính tình táo bạo, căn bản là không nghe ai khuyên, nếu anh thực sự so đo với anh ta, rốt cuộc chỉ có hại, cho nên anh nghe tôi, chuyện này cho qua đi. Ông chủ xử lý có thể nói là hết sức chu đáo, dù sao ông ta cũng là ông chủ của một nhà hàng. Dù có thế nào, cũng không thể đối nghịch với cậu chủ tập đoàn Đằng Phi, đồng thời ông ta cũng lo lắng cho Lâm Thanh Diện, người từ nơi khác tới, càng không có khả năng đấu lại Mã Thế Siêu. Nhưng với tính cách của Lâm Thanh Diện, anh không thể im lặng nuốt cục tức này. Hơn nữa, anh vất vả đưa vợ con đi một chuyến, là muốn ăn uống bên trong nhà hàng, nếu mang về ăn, hương vị sẽ giảm đi rất nhiều. Còn nữa, Lâm Thanh Diện căn bản là không để vào mắt cái gọi là tập đoàn Đằng Phi. Lâu Đinh, ý tốt của ông tôi xin ghi nhận trong lòng, nhưng mà cái bàn là tôi đặt trước, người khác không có quyền chiếm lấy, hôm nay tôi nhất định phải ở chỗ này ăn cơm, mặc kệ là cậu chủ nhà họ Mã hay cậu chủ nhà họ Ngưu, cũng chưa có tư cách lấy chỗ của tôi. Lâm Thanh Diện nói một câu với ông chủ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, em đưa Nặc Nặc ra ngoài chờ đi, tìm chỗ nào an toàn, anh đi xử lý chuyện này. Hứa Bích Hoài gật đầu. Lâm Thanh Diện phi thẳng vào bên trong nhà hàng, ông chủ thấy thế, thân sắc kinh hãi, chạy nhanh theo sau, miệng còn hô, thưa ngài, ngàn vạn lần không được, cậu chủ nhà họ Mã không phải ai cũng có thể đắc tội, tôi đây là muốn tốt cho anh. Lâm Thanh Diện không để ý tới lời nói của ông ta, sau khi vào trong nhà hàng, mở miệng hỏi, người nào là cậu chủ nhà họ Mã? Ông chủ bất lực, nghĩ thầm, người này thật đúng là mù quáng, ông ta nói như vậy chắc chắn anh hiểu được, nhưng vẫn muốn tìm đến phiền phức. Nhưng ông ta không thể ngăn cản được, chỉ có thể chỉ tay vào chỗ Mã Thế Siêu và Vân Đoá, ở phía bàn bên kia, nói, ở bàn kia, chính là cậu chủ nhà họ Mã. Lâm Thanh Diện lập tức đi tới, đứng ở bên cạnh Mã Thế Siêu, mở miệng nói, cái bàn này là tôi đặt trước, mời hai người tránh ra, vợ và con tôi muốn ăn cơm ở đây. Mã Thế Siêu đang tán gẫu vui vẻ với Vân Đoá, đột nhiên nghe được lời nói của Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Lạnh lùng nói, cái gì anh đặt trước? Hiện tại tôi ngồi ở đây, thì cái bàn này chính là của tôi, anh muốn ăn cơm thì cút sang một bên đi.
Lâm Thanh Diện thấy thái độ hống hách của Mã Thế Siêu, nhíu mày. Lúc này Vân Đoá nhìn Lâm Thanh Diện, kinh ngạc, đây không phải là nhân viên vệ sinh đã giúp cô vứt rác hay sao? Một tên dọn vệ sinh nho nhỏ mà cũng dám tìm đến Mã Thế Siêu gây phiền toái, thật sự là ăn tim gấu mật báo. Hiện tại cô ta đang muốn lôi kéo cậu chủ Mã mắc câu, cho nên đứng về phía Mã Thế Siêu. Anh không phải là nhân viên vệ sinh của khách sạn Intercontinental sao? Tôi khuyên anh đi nhanh đi, đây chính là cậu chủ nhà họ Mã, anh hẳn rõ ràng biết anh ta là ai, nếu chọc giận cậu chủ nhà họ Mã, hậu quả anh không tưởng tượng được đâu. Vân Đoá mở miệng nói một câu. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua Vân Đoá, phát hiện người này chính là cô gái sáng nay đã nhờ anh đổ rác ở khách sạn Intercontinental, nhưng anh cũng không biết Vân Đoá là ai, nên cũng không để ý. Mã Thế Siêu sau khi nghe thấy lời nói của Vân Đoá, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo, anh ta không ngờ người chạy tới lại là một tên dọn vệ sinh. Dạo gần đây đúng là có nhiều chuyện mới mẻ, một tên dọn vệ sinh mà cũng đòi lấy cái bàn của anh ta. Mã Thế Siêu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, tôi còn tưởng anh là nhân vật lớn tôn quý nào, náo loạn nửa ngày hóa ra lại là một tên dọn vệ sinh hạ tiện, thế nào, anh chán sống rồi, vợ con anh cũng chán sống luôn hả, dám chạy đến trước mặt tôi làm loạn. Nghe lời nói của Mã Thế Siêu, sắc mặt của Lâm Thanh Diện trầm xuống, dùng giọng nói lạnh như băng đáp lại, tôi khuyên anh nên thức thời một chút đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, không muốn lãng phí thời gian với anh ở đây. Mã Thế Siêu nghe nói thế, bật cười ha hả, lúc sau nói với Vân Đoá, cô nghe anh ta nói cái gì không? Anh ta thế mà lại bảo tôi phải thức thời một chút. Chẳng lẽ kẻ hạ tiện bây giờ cũng ngang ngược thế sao? Dám bảo tôi phải thức thời, chắc là chán sống rồi. Vân Đoá không nói gì, nhìn sang Lâm Thanh Diện, đưa ra ý kiến ngu xuẩn, anh không phải có bệnh chứ, người giống như anh, cậu chủ nhà họ Mã chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết, kêu cút đi là đã tha cho anh rồi, anh đừng không biết tốt xấu. Chung quanh mọi người đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thách thức với Mã Thế Siêu, tất cả đều ngạc nhiên. Ở thành phố Y này, chuyện này thật hiếm có. Nhất là sau khi Vân Đoá nói ra Lâm Thanh Diện là một nhân viên vệ sinh. Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lâm Thanh Diện. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy Lâm Thanh Diện gây phiền phức cho Mã Thế Siêu, cũng tức là tự mình đào hố chôn. Tôi thấy người không biết tốt xấu chính là các người đó. Vợ và con tôi đang chịu đói, tôi cho các người 3 phút để rời đi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Lâm Thanh Diện cho hai người Mã Thế Siêu và Vân Đoá cơ hội cuối cùng. Mã Thế Siêu thấy lời nói của Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để anh ta vào mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nham nhiểm, lạnh lùng nói, anh có tin nếu anh còn ở chỗ này không biết tốt xấu, ngày mai tôi sẽ cho anh không còn nhìn thấy vợ con nữa. Nói cách khác, anh không muốn vợ con anh sẽ gặp chuyện gì đúng không? Lâm Thanh Diện thấy Mã Thế Siêu dám đem vợ con anh ra uy hiếp, sự nhẫn nại đối với Mã Thế Siêu đã tới cực hạn. Anh vươn một bàn tay ra, chộp vào cổ Mã Thế Siêu, nhấc bổng anh ta lên. Mọi người ở trong nhà hàng đều sợ hãi hét lên. Không ai nghĩ đến Lâm Thanh Diện dám động thủ với Mã Thế Siêu. Vân Đoá lại càng sợ hãi, lập tức đứng lên, nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Anh muốn làm gì vậy? Mã Thế Siêu mặt đỏ bừng, nói chuyện không có chút sức lực. Tôi hận nhất người dám lấy vợ con tôi ra để uy hiếp tôi, anh đã thành công chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Chương 1017, suy nghĩ thật kỹ xem mình nên nói thế nào. Vừa dứt lời. Lâm Thanh Diện lập tức tàn nhẫn đè Mã Thế Siêu xuống mặt đất, sau đó lại giáng mấy phát tát lên mặt anh ta. Mã Thế Siêu còn muốn chống cự, Lâm Thanh Diện điểm mấy huyệt trên người anh ta lập tức không cách nào sử dụng sức lực nữa. Con mẹ nó để tao đứng dậy, mày dám đánh tao, tao đảm bảo sẽ không bỏ qua cho mày. Mã Thế Siêu gào lớn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng nói còn mạnh miệng. Xem ra vẫn chưa đánh đủ. Nói xong. Anh lại giơ tay lên, một tát đánh lên trên mặt Mã Thế Siêu. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, ở thành phố Y dám đánh cậu chủ Mã như vậy, Lâm Thanh Diện tuyệt đối là người duy nhất. Hơn nữa trong mắt bọn họ, Lâm Thanh Diện làm như vậy quả thật là không muốn sống nữa rồi, cho dù bây giờ Lâm Thanh Diện được lợi, nhưng chuyện này qua đi, chắc chắn tập đoàn Đằng Phi sẽ không bỏ qua cho Lâm Thanh Diện. Mà người bị tập đoàn Đằng Phi để mắt đến. Trên cơ bản cuối cùng đều lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Người này thật sự lỗ mãng quá rồi, mặc dù Mã Thế Siêu đánh không lại anh ta, nhưng dựa vào bối cảnh của người ta, tùy tiện tiêu ít tiền tìm mấy vệ sĩ là có thể trừng trị anh ta rồi,
thật sự là làm việc không cân nhắc hậu quả. Mặc dù biết số phận cuối cùng của người anh em này chắc chắn sẽ rất thảm, nhưng nhìn thấy cậu chủ Mã bị đánh cũng rất khiến người ta hưng phấn, tôi nằm mơ cũng không ngờ mình có thể nhìn thấy cảnh cậu chủ Mã bị đánh thảm như vậy. Ôi, cho dù người này muốn sảng khoái nhất thời, vậy cũng phải suy nghĩ cho vợ con mình chứ, anh ta đánh người thì chút giận rồi đấy, nhưng sau đó vợ con anh ta vẫn phải xui xẻo cùng, theo tôi thấy, anh ta đúng là không có đầu óc gì cả. Vân Đoá nhìn thấy Mã Thế Siêu bị đánh, vừa sốt ruột lại vừa bất đắc dĩ, Lâm Thanh Diện lập tức nhấc Mã Thế Siêu lên khỏi mặt đất, một cô gái yếu ớt như cô ta chắc chắn không đối phó được, vì vậy chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn Mã Thế Siêu bị đánh. Anh mau buông anh ta ra, chẳng lẽ anh không sợ chết thật sao? Anh ta chính là cậu cả của tập đoàn Đằng Phi đấy. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để ý đến Vân Đoá, tiếp tục quạt cho Mã Thế Siêu hai phát tát. Tao cho mày thêm một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ xem chính mình nên nói thế nào, nếu như nói sai, vậy không chỉ đơn giản là mấy phát tát thế thôi đâu. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Lúc này Mã Thế Siêu đã bị đánh sợ, anh ta vốn dĩ không có biện pháp tránh thoát khỏi bàn tay của Lâm Thanh Diện, vì vậy chỉ có thể thừa nhận sợ hãi. Em sai rồi, anh trai, cầu xin anh thả em ra, sau này em cũng không dám cướp vị trí của anh nữa, đều là em có mắt không tròng, chiếm đoạt vị trí của anh trai, cầu anh nương tay, bỏ qua cho em đi. Lâm Thanh Diện thấy Mã Thế Siêu đã nhận sai, lúc này mới dừng tay, đứng dậy. Nhớ kỹ những lời mày vừa nói, tao biết chắc chắn trong lòng mày vẫn còn muốn báo thù, nhưng chỉ cần mày dám báo thù, tao sẽ cho mày hiểu rõ cảm giác hối hận là như thế nào. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Vâng, em đã biết, anh trai, tha cho em đi. Mã Thế Siêu không dám cãi lại, vội vàng trả lời. Cút đi, Lâm Thanh Diện nói. Mã Thế Siêu lập tức cắn răng đứng dậy, quay người chạy ra khỏi nhà hàng. Chờ ra đến bên ngoài nhà hàng, anh ta mới hung dữ thoáng nhìn vào trong, mắng, con mẹ mày, chờ đó cho tao, thù này không báo, ông đây không phải là cậu cả của tập đoàn Đằng Phi. Vân Đoá nhìn thấy Mã Thế Siêu chạy rồi, chính mình cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa, hơn nữa lỡ như bị người ta nhận ra cô ta là ai, chắc chắn đến lúc đó lại có chuyện phiền phức. Cô ta không nói gì liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Mọi người xung quanh đều thổn thức, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đánh Mã Thế Siêu chạy mất. Sắc mặt ông chủ nhà hàng u ám đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, lên tiếng, chàng trai, cậu vẫn nên mau đi đi, chắc chắn cậu chủ Mã sẽ không chịu để yên, không chừng anh ta sẽ lập tức dẫn người đến gây phiền phức cho cậu, cậu tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định sẽ chọc phải phiền toái lớn. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói, ông yên tâm, nếu như chờ lát nữa anh ta thật sự đến gây phiền phức, tất cả tổn thất của nhà hàng các ông đều tính lên đầu tôi đến nơi này là để ăn cơm, còn chưa ăn cơm đã đi thì không được rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện đi ra ngoài gọi Hứa Bích Hoài vào. Ông chủ thấy Lâm Thanh Diện cố chấp như vậy, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể cảm thán rằng mình xui xẻo rồi. Mọi người xung quanh cũng lộ vẻ bội phục với Lâm Thanh Diện, chọc phải phiền phức như vậy rồi mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm, loại khí phách này, quả thật không phải người bình thường có thể có, bởi vậy bắt đầu có người nghi ngờ có phải Lâm Thanh Diện là người có bối cảnh lớn gì hay không, cho nên mới không sợ Mã Thế Siêu. Ông chủ nhà hàng cũng nghĩ đến khả năng này, nếu Lâm Thanh Diện đã không sợ phiền phức, vậy tất nhiên ông ta cũng không thể đuổi Lâm Thanh Diện đi, lỡ như Lâm Thanh Diện cũng là nhân vật lớn, đến lúc đó đắc tội người ta, cũng không tiện bàn giao. Lâm Thanh Diện đưa menu cho Hứa Bích Hoài xem, để cô gọi mấy món muốn ăn. Sau khi gọi món xong, Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng, vừa rồi ở bên ngoài em nghe bọn họ nói Mã Thế Siêu là cậu chủ của tập đoàn Đằng Phi. Tập đoàn Đằng Phi có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Y, người kia chịu thiệt, chắc chắn sẽ còn quay lại gây phiền phức. Lâm Thanh Diện cười nói, cũng không phải lần đầu chúng ta gặp phải loại chuyện này, em cứ yên tâm ăn cơm là được, còn lại để anh giải quyết. Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Điều tra tập đoàn Đằng Phi của thành phố Y giúp tôi xem chúng ta có quan hệ hợp tác với bọn họ hay không. Thưa thiếu chủ, tập đoàn Đằng Phi là một công ty mới lên sàn. Quy mô cũng không phải rất lớn, còn không đủ trình độ hợp tác với chúng ta. Đầu bên kia truyền đến tiếng trả lời, chính là nhân viên công tác của quan lĩnh. Mới lên sàn, Lâm Thanh Diện mỉm cười, vậy mua vào số lượng lớn cổ phần của tập đoàn Đằng Phi, khống chế giá cả cổ phiếu công ty bọn họ, chờ đến khi tôi cần, bán khống hết cổ phần của tập đoàn Đằng Phi cho tôi. Đã hiểu. Sau khi sắp xếp xong,
Lâm Thanh Diện yên tâm ăn cơm với Hứa Bích Hoài, Nặc Nặc mới hơn một tuổi, món có thể ăn vẫn còn ít, rất nhiều món cũng chỉ có thể nếm thử hương vị. Lâm Thanh Diện cũng không lo lắng Mã Thế Siêu sẽ quay lại gây phiền phức, thực lực của anh đã đạt đến hóa cảnh đỉnh phong, chỉ cần cử động một ngón tay đã có thể đánh ngã một đám người bình thường, bảo vệ Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc không bị tổn thương quả thật chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng hai người Lâm Thanh Diện ăn cơm xong xuôi, Mã Thế Siêu cũng không tìm đến gây phiền phức, đương nhiên Lâm Thanh Diện cũng sẽ không chờ anh ta, dẫn Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc về khách sạn. Sau khi bọn họ đi được chừng 5 phút, Mã Thế Siêu dẫn theo một đám người xông vào trong nhà hàng Xuân Phong, hung hăng hùng hổ, bày ra dáng vẻ muốn chém người. Tên ngu xuẩn kia ở đâu rồi, mau bảo anh ta đi ra đây cho tao. Mã Thế Siêu cắn răng nghiến lợi hô. Ông chủ vội vàng bước đến, lên tiếng, cậu chủ Mã, người kia đã đi rồi, anh ta không ở nơi này của chúng tôi. Trong lòng Mã Thế Siêu thầm mắng một tiếng, vừa rồi khi anh ta gọi người, phát hiện điện thoại của mình bị Lâm Thanh Diện làm hỏng. Vào cửa hàng mua một cái mới rồi mới gọi điện thoại gọi người, vì vậy làm chậm trễ không ít thời gian. Lúc này anh ta đảo tròn con mắt, nghĩ đến Vân Đoá nói Lâm Thanh Diện là nhân viên quét dọn của khách sạn Intercontinental, ánh mắt cũng híp lại, tự nhủ, hừ, chạy trời không khỏi nắng, ông đây không tin không tìm được mày. Chương 1018, anh ta tuyệt đối không phải là nhân viên quét dọn. Khách sạn Intercontinental. Dương Tư Dĩnh đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Vân Đoá tỏ vẻ buồn bực đi vào. Sao nhanh vậy đã trở về rồi? Không phải cô đi ăn với cậu cả Mã sao? Tôi còn tưởng tối nay cô sẽ không trở về đấy. Dương Tư Dĩnh tỏ vẻ kỳ lạ nhìn Vân Đoá. Đừng nói nữa, hôm nay ở nhà hàng Xuân Phong chúng tôi gặp phải một tên ngu ngốc kia ra tay đánh cậu cả Mã bị đánh xong chạy, nên tôi trở về thôi. Vân Đoá ngồi bên cạnh Dương Tư Dĩnh, trên mặt còn mang theo vẻ tức giận. Dương Tư Dĩnh lập tức trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, có người dám đánh cậu cả Mã. Thật hay giả, nơi này chính là thành phố Y đấy, chẳng lẽ người kia không biết địa vị của cậu cả Mã tại nơi này sao? Tôi cũng đã nói thân phận của cậu cả Mã với anh ta rồi, nhưng người kia căn bản không nghe, tôi cảm thấy người kia chính là một tên óc heo, đều đã nói với anh ta rõ ràng như vậy rồi, anh ta còn nhất định muốn ra tay. Vân Đoá vừa nghĩ đến dáng vẻ Lâm Thanh Diện không nói hai lời đã ra tay thì vô cùng tức giận. Dương Tư Dĩnh nghe vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, không ngờ có người dám không nhìn đến thân phận mà ra tay đánh Mã Thế Siêu. Bình thường loại người này không phải đầu óc có vấn đề thì chính là có bối cảnh còn kinh khủng hơn Mã Thế Siêu. Trải qua sự việc lần đó của Lâm Thanh Diện, Dương Tư Dĩnh không dám xem nhẹ bất kỳ kẻ nào, vì vậy mới nảy ra suy nghĩ như vậy. Người kia dám đối xử với cậu cả Mã như vậy, chẳng lẽ là người có bối cảnh lớn gì? Dương Tư Dĩnh nhắc nhở Vân Đoá. Vân Đoá lập tức phản bác, có bối cảnh lớn gì chứ, người kia chính là nhân viên quét dọn của khách sạn Intercontinental, rác sáng nay cũng là anh ta vứt đi cho tôi. Thì ra chỉ là một tên nhân viên quét dọn, vậy anh ta làm như vậy, thật sự là tự tìm đường chết rồi. Dương Tư Dĩnh như có điều suy nghĩ nói. Thật sự tức chết tôi rồi, khó khăn lắm mới hẹn được cậu cả Mã cùng đi ăn một bữa cơm, kết quả bị một tên nhân viên quét dọn não tàn làm hỏng, nếu cho tôi gặp lại anh ta, nhất định sẽ không tha cho anh ta. Vân Đoá hung hăng nói. Cô ta vừa nói xong, điện thoại di động đã vang lên, là Mã Thế Siêu gọi đến. Sau khi nhận điện thoại, Vân Đoá nghiêm túc nghe Mã Thế Siêu nói, sau đó trả lời, được, em biết rồi, bây giờ em đi tìm người giúp anh, chờ em tìm được sẽ thông báo cho anh. Nói xong, Vân Đoá cúp điện thoại. Là cậu cả Mã, Dương Tư Dĩnh hỏi. Vân Đoá gật đầu nói anh ta đến nhà hàng Xuân Phong tìm tên nhân viên quét dọn kia báo thù. Kết quả nhân viên quét dọn kia đã đi rồi, vì vậy bảo tôi ở bên này giúp đỡ tìm tên nhân viên quét dọn kia. Mặc dù tập đoàn Đằng Phi có bối cảnh vững chắc ở thành phố Y, nhưng khách sạn Intercontinental có gia tộc đỉnh cấp thế giới là nhà họ Tô đầu tư cổ phần, vì vậy không sợ tập đoàn Đằng Phi, coi như là Mã Thế Siêu cũng không dám mang người đến khách sạn Intercontinental gây chuyện, chỉ có thể bảo Vân Đoá giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Lâm Thanh Diện trước đã. Vậy tôi đi cùng với cô. Nhìn xem dáng vẻ nhân viên quét dọn kia như thế nào, vậy mà cũng dám to gan lớn mật đánh cậu cả Mã. Dương Tư Dĩnh mỉm cười đứng dậy. Vân Đoá cũng không nói gì, hai người cùng ra khỏi phòng, đi tìm giám đốc. Đại sảnh của khách sạn Intercontinental. Hai người Vân Đoá và Dương Tư Dĩnh đứng ở trước mặt giám đốc, nói một lượt chuyện đã xảy ra. Đương nhiên,
cô ta cũng không nói là Mã Thế Siêu chiếm vị trí tốt người ta đã đặt trước nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cô ta chỉ nói khách sạn Intercontinental có một nhân viên quét dọn kiêu căng phách lối, đánh Mã Thế Siêu. Chuyện chính là như vậy, hy vọng giám đốc có thể tìm giúp tên nhân viên quét dọn ngông cuồng này, đồng thời có một số trừng phạt với anh ta, nếu giữ người này trong khách sạn, sớm muộn gì cũng mang lại phiền phức cho khách sạn của các ông. Chắc chắn giám đốc biết rõ địa vị của tập đoàn Đằng Phi tại thành phố Y, việc này chắc hẳn cũng không cần tôi nói. Vân Đoá nhìn chằm chằm giám đốc nói. Sau khi nghe xong giám đốc cũng nhíu mày, chưa bao giờ nghĩ đến nhân viên quét dọn ở nơi này của bọn họ sẽ ngông cuồng như vậy, dựa theo hiểu biết của ông ta, nơi này của bọn họ không có người như vậy mới đúng. Cô biết mặt mũi của nhân viên quét dọn kia không? Giám đốc hỏi. Vân Đoá lập tức gật đầu, nói, sáng nay anh ta còn vứt xác cho tôi, chỉ cần anh ta đứng trước mặt tôi, chắc chắn tôi có thể nhận ra anh ta. Vậy được, tôi gọi toàn bộ nhân viên quét dọn ra đây, cô nhìn xem là người nào. Giám đốc lên tiếng. Ngay lúc này, một nhà ba người Lâm Thanh Diện từ bên ngoài đi vào. Vân Đoá quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức tập trung lên người Lâm Thanh Diện. Dương Tư Dĩnh cũng chú ý đến Lâm Thanh Diện, cả người lập tức ngây ra tại chỗ. Đây không phải Lâm Thanh Diện sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là đi du lịch? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Diện này, Dương Tư Dĩnh lập tức căng thẳng, vị này chính là người mà Thẩm Tuấn Văn cũng phải cung kính. Chuyện lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho cô ta rồi. Không cần đi gọi, tôi đã nhìn thấy người kia rồi, chính là anh ta. Vân Đoá ngăn giám đốc muốn đi tập hợp nhân viên quét dọn lại, đưa tay chỉ về phía Lâm Thanh Diện đang đi đến. Giám đốc lập tức dừng lại, quay đầu thoáng nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dương Tư Dĩnh đứng bên cạnh Vân Đoá cũng hồi hộp không thôi, không ngờ nhân viên quét dọn cô ta nói lại là Lâm Thanh Diện. Thảo nào Mã Thế Siêu lại bị đánh, sao Lâm Thanh Diện có thể là một nhân viên quét dọn nho nhỏ chứ, anh ta chính là người có thân phận lớn đấy. Giám đốc cũng tỏ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Vân Đoá, lên tiếng, thưa cô, xin cô đừng tùy tiện nói đùa, bêu xấu người khác không phải là đức tính tốt. Vân Đoá nghi ngờ liếc nhìn giám đốc, cất lời, ai bêu xấu anh ta chứ, tôi chính là tận mắt nhìn thấy tên chết tiệt này đánh cậu cả Mã, giám đốc. Ông không thể bởi vì anh ta là nhân viên quét dọn ở nơi này của các ông mà thiên vị anh ta. Dương Tư Dĩnh bên cạnh vội vàng kéo áo Vân Đoá, nhỏ giọng nói, Vân Đoá, cô đừng nói như vậy, tôi cảm thấy chắc chắn chuyện này là hiểu lầm, hay là cô đừng giúp cậu cả Mã nữa, bảo tự anh ta đến giải quyết đi. Vân Đoá cảm thấy kỳ lạ, hỏi, sao cô cũng nói giúp tên nhân viên quét dọn tồi tệ kia. Dương Tư Dĩnh nhất thời nóng nảy, lên tiếng, mặc dù tôi không biết thân phận của anh ta là gì. Nhưng tôi có thể khẳng định, anh ta tuyệt đối không phải nhân viên quét dọn. Lúc này một nhà ba người Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt bọn họ, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Dương Tư Dĩnh ở chỗ này, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dương Tư Dĩnh vội vàng cúi đầu, căn bản không dám đối mặt với Lâm Thanh Diện. Vân Đoá cũng không hiểu lời của Dương Tư Dĩnh, thấy Lâm Thanh Diện đi đến, hùng hổ quát Lâm Thanh Diện, cái đầu nhân viên quét dọn tồi tệ nhà anh, có biết bây giờ cậu cả Mã đang tìm anh hay không? Anh mau thành thật đi theo tôi đến xin lỗi cậu cả Mã, nếu không vợ con anh sẽ gặp phải xui xẻo. Lâm Thanh Diện còn chưa lên tiếng, giám đốc bên cạnh đã sù lông. Ông đi thẳng đến trước mặt Vân Đoá, tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cô ta, lên tiếng, mong cô hãy tôn trọng một chút. Ngài Lâm chính là vị khách tôn quý nhất của khách sạn Intercontinental chúng tôi, cô sỉ nhục anh ta như vậy, chúng tôi có quyền đuổi cô ra khỏi nơi này. Chương 1019, xui xẻo sẽ chỉ là bản thân anh. Vân Đoá nghe thấy giám đốc nói vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Vị khách cao quý nhất, anh ta không phải nhân viên quét dọn sao? Buổi sáng hôm nay anh ta còn vứt rác cho tôi. Vân Đoá lẩm bẩm. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời bọn họ nói, trong lòng cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, cười nói, đúng là tôi vứt rác giúp cô, nhưng đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi, tôi chưa từng nói mình là nhân viên quét dọn. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Vân Đoá lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ anh ta lại không phải là nhân viên quét dọn. Lại kết hợp với lời của giám đốc, dường như thân phận của Lâm Thanh Diện không đơn giản như cô ta nghĩ. Lúc này Dương Tư Dĩnh lại nhỏ giọng nói bên tai cô ta một câu, cô còn nhớ Lâm Thanh Diện tôi gặp phải ở nước xa mà tôi từng kể với cô không? Chính là anh ta. Vân Đoá khiếp sợ, Dương Tư Dĩnh đã nói tỉ mỉ về Lâm Thanh Diện này với cô ta, đây chính là sự tồn tại mà đạo diễn lớn như Thẩm Tuấn Văn cũng không dám trêu chọc. Thân phận bối cảnh đều không tầm thường. Cho đến bây giờ cô ta mới ý thức được,
Sở dĩ Lâm Thanh Diện dám ra tay với Mã Thế Siêu, là bởi vì bản thân có thân phận không tầm thường. Lúc này đột nhiên trong đầu cô ta nghĩ đến một loại khả năng, sau đó vội vàng nhìn giám đốc, hỏi, giám đốc, nhân vật thần bí sáng nay vào khách sạn của các ông ở, chẳng lẽ chính là anh ta? Giám đốc gật đầu với Vân Đoá, nói, không sai, ngài Lâm chính là người ban sáng vào ở kia, chúng tôi từ chối Minh Tinh vào ở, cũng là bởi vì anh ta. Sắc mặt Vân Đoá lập tức tái nhợt, nghĩ lại trước đó chính mình còn ảo tưởng muốn đi làm quen nhân vật lớn này, có lẽ còn có thể có cơ hội gả vào gia đình giàu sang quyền thế. Nhưng dù thế nào cô ta cũng không ngờ, người hôm nay bị cô ta nhận thành nhân viên quét dọn lại là nhân vật lớn kia. Người này chính là khách quý mà ngay cả đạo diễn lớn như Thẩm Tuấn Văn cũng phải cung kính, bây giờ khách sạn Intercontinental lại vì anh ta mà không tiếc đắc tội với tất cả khách khứa Minh Tinh, rốt cuộc thân phận của Lâm Thanh Diện khủng bố đến mức nào, cô ta vốn không thể tưởng tượng ra được. Cô ta biết thế lực của khách sạn Intercontinental, thật ra không kém gì tập đoàn Đằng Phi, cho dù cô ta muốn nịnh bợ Mã Thế Siêu, cũng không thể chắc chắn ai là người thắng cuối cùng. Hơn nữa một khi Mã Thế Siêu không làm gì được Lâm Thanh Diện, cô ta không chỉ không nịnh bợ được Mã Thế Siêu, mà còn đắc tội với Lâm Thanh Diện. Chuyện này đối với cô ta chính là lợi bất cập hại. Hoặc là nói, cô ta đã đắc tội với Lâm Thanh Diện rồi, vừa rồi ở nhà hàng Xuân Phong, cô ta đã giúp Mã Thế Siêu mắng Lâm Thanh Diện. Vì vậy đầu óc cô ta vội vàng xoay chuyển, nghĩ xem phải làm thế nào cứu vãn lại ảnh hưởng mà cô ta gây ra trong chuyện này. Lâm Thanh Diện thoáng nhìn Vân Đoá, lên tiếng, sao vậy, cô muốn giúp cậu cả Mã kia đối phó với tôi sao? Vân Đoá vội vàng lắc đầu, nói, ngài Lâm, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý này, trước đó là tôi quá ngu ngốc, tôi cũng không quen thân với Mã Thế Siêu, là hôm qua anh ta hẹn tôi ăn cơm mà thôi. Nếu tôi sớm biết thân phận của ngài Lâm, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không nói ngài giúp anh ta. Chuyện lúc trước là lỗi của tôi bằng lòng chấp nhận trừng phạt, ngài Lâm, cầu xin anh nương tay, cho tôi một con đường sống. Thấy Vân Đoá cầu xin tha thứ, Lâm Thanh Diện cũng hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi, sớm biết vậy thì cần gì làm chứ. Vân Đoá thấy thái độ Lâm Thanh Diện cũng không tốt lắm, trong lòng thấp thỏm không yên, nếu Lâm Thanh Diện khăng khăng muốn trừng phạt cô ta, vậy thật sự xong rồi. Ngài Lâm, cần tôi xử lý chuyện này giúp ngài không? Giám đốc hỏi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc nhìn giám đốc, lên tiếng, đuổi cô ta ra khỏi khách sạn đi, sau này đừng để cô ta quấy rầy tôi nữa là được rồi. Vâng, ngài Lâm, giám đốc trả lời. Vân Đoá nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như chỉ đuổi cô ta ra khỏi khách sạn, vậy cũng không coi là chuyện lớn gì. Người có thân phận giống như Lâm Thanh Diện này, tùy tiện sử dụng chút sức mạnh cũng có thể khiến sự nghiệp diễn xuất của cô ta kết thúc, Lâm Thanh Diện không làm khó cô ta đến cùng đã là tốt lắm rồi. Ngay trước mặt con gái tôi không muốn làm khó cô đến cùng, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, sau này tốt nhất khách khí với người khác một chút, cũng đừng ở cùng với loại người như cậu cả Mã kia, nếu không sớm muộn gì cô cũng phải hối hận. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tôi hiểu rồi ngài Lâm, Vân Đoá cảm ơn ngài Lâm khoan dung độ lượng. Sau này tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, tôi lập tức dọn ra khỏi nơi này, về sau chắc chắn không đến trước mặt ngài Lâm làm ngài chướng mắt nữa. Vân Đoá vội vàng cảm ơn. Lâm Thanh Diện lại đưa mắt nhìn Dương Tư Dĩnh, hỏi cô thì sao? Là bởi vì chuyện lần trước nên đến tìm tôi báo thù. Dương Tư Dĩnh vội vàng lắc đầu, ngài Lâm, chuyện lần trước vốn chính là lỗi của tôi, sao tôi lại dám tìm ngài Lâm báo thù chứ, tôi chỉ là trùng hợp ở cùng một chỗ với Vân Đoá thôi. Lâm Thanh Diện nghe vậy, cũng không đáp lại cô ta, sau đó nói với giám đốc, nếu như cậu cả Mã kia đến tìm tôi, ông lập tức báo cho tôi biết, tôi đã cảnh cáo anh ta rồi, nếu như bản thân anh ta không nhớ rõ, vậy tôi cũng không cần phải khách khí. Vâng, Lâm Thanh Diện không nói nhiều nữa, sau khi nói xong, dẫn Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc đi lên phòng. Sau khi Lâm Thanh Diện rời đi, hai người Vân Đoá và Dương Tư Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Lâm Thanh Diện thật sự quá mạnh mẽ, ép người ta không thể thở nổi. Dương Tư Dĩnh lại càng chán nản, cô ta thầm nghĩ bản thân cũng thật xui xẻo, vậy mà gặp phải Lâm Thanh Diện ở đây, hơn nữa còn đúng lúc Vân Đoá chọc phải Lâm Thanh Diện chứ. Xem ra hôm nay cô ta đúng là mọi việc không thuận lợi, cô ta đã bắt đầu cân nhắc ở ẩn một khoảng thời gian rồi. Nếu như sớm biết người mà cô nói là Lâm Thanh Diện, chắc chắn tôi sẽ không để cô dính vào chuyện này. Trên mặt Dương Tư Dĩnh tràn đầy bất đắc dĩ nói. Vân Đoá cười khổ, trả lời, trước lúc này,
sao chúng ta có thể biết thân phận của anh ta chứ? Cuối cùng vẫn là chúng ta quá ngu, nếu không sao lại chọc phải loại chuyện này. Dương Tư Dĩnh gật đầu. Giám đốc liếc nhìn hai người bọn họ, cất lời, chuyện của ngài Lâm, vẫn mong hai người các cô kín miệng một chút, hy vọng đừng để lộ cái gì với tên họ Mã kia, nếu không, các cô cứ đợi lửa giận của ngài Lâm đi. Chúng tôi hiểu rõ, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ chuyện gì liên quan đến ngài Lâm với người khác. Vân Đoá vội nói. Giám đốc ừ một tiếng, quay người rời đi. Dương Tư Dĩnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ cô ta vất vả dựa vào Vân Đoá tiến vào khách sạn Intercontinental, vậy mà bây giờ Vân Đoá cũng bị đuổi ra ngoài, vận may thật sự kém quá rồi. Xem ra sau này phải làm nhiều chuyện tốt, nếu không sẽ thật sự gặp phải báo ứng. Dương Tư Dĩnh lẩm bẩm. Lúc này Vân Đoá nhận được điện thoại của Mã Thế Siêu. Vân Đoá, tìm được tên nhân viên quét dọn ngu xuẩn kia chưa? Sắc mặt Vân Đoá lập tức sầm lại, nói, Mã Thế Siêu, em khuyên anh đừng tìm người kia nữa, anh ta không phải nhân viên quét dọn, anh căn bản không thể tưởng tượng ra nổi thân phận của anh ta đâu, còn tiếp tục nữa, xui xẻo sẽ chỉ là bản thân anh. Nói xong, Vân Đoá cúp điện thoại. Chương 1020, Vân Tử Hỏa. Lúc này, Mã Thế Siêu đang dẫn theo người, đứng đợi ở khách sạn Intercontinental, cách đó không xa. Trừ khi Vân Đoá nói rằng đã tìm được tên nhân viên dọn phòng đó, nếu không, hôm nay, anh ta sẽ canh chừng ở đây cả ngày. Cho dù, Mã Thế Siêu không có cách nào dẫn người xông thẳng vào khách sạn Intercontinental tìm nhân viên dọn phòng đó thì đợi đến lúc tan làm, Mã Thế Siêu sẽ dẫn người đến chặn đường người nhân viên dọn phòng đó, để anh ta được nếm mùi lợi hại của mình. Nhưng điều khiến Mã Thế Siêu không thể ngờ lại là, khi anh ta gọi điện cho Vân Đoá để hỏi về tình hình bên đó, Vân Đoá lại lạnh lùng nói một câu vô cùng mơ hồ, sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Điều này khiến Mã Thế Siêu hơi khó chịu. Anh ta lại gọi điện thoại cho Vân Đoá mấy lần nữa, nhưng cho dù anh ta gọi nhiều như thế nào, thì vẫn không thể kết nối được với điện thoại của Vân Đoá. Mẹ kiếp, đúng là con điếm thối, lại dám cho số của mình vào danh sách đen. Mã Thế Siêu lập tức chửi thề một tiếng. Đáng chết, cũng không biết cô ta đụng phải cái gì rồi, lại bảo mình đừng chọc vào tên dọn phòng ngu ngốc đó. Ở thành phố Y này, chẳng nhẽ còn có người Mã Thế Siêu mình không thể đắc tội được sao? Nực cười thật mà. Cứ đợi đó cho tao. Hôm nay coi như tao tha cho mày một mạng, sau này nếu gặp lại mày, tao nhất định sẽ đánh gãy chân mày. Lẩm bẩm vài câu, sau đó Mã Thế Siêu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Anh ta cho rằng là Vân Đoá gọi đến, nhưng khi cầm lên xem, hóa ra người gọi đến lại là ba mình Mã Vạn Quốc. Alo, ba, sao thế? Mã Thế Siêu lên tiếng hỏi một câu. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng kích động của Mã Vạn Quốc. Con trai, ba muốn thông báo cho con một tin tốt. Ban nãy, một nhân vật rất máu mặt đã mua lại số lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi chúng ta. Ba đã dự tính cả rồi, ngày mai giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ tăng cao. Khi nghe thấy lời này của Mã Vạn Quốc, trên mặt Mã Thế Siêu cũng lộ ra tia kích động, anh ta lập tức hỏi ông ta, ba, thế chẳng phải là, địa vị của tập đoàn Đằng Phi sau này sẽ càng vững chắc hơn ở thành phố Y ư? Đó là đương nhiên, hơn nữa, nếu nhân vật máu mặt đó vẫn tiếp tục đầu tư vào chúng ta, chưa biết chừng tập đoàn Đằng Phi của chúng ta sẽ có cơ hội bước chân vào hàng ngũ các doanh nghiệp lớn mạnh trên thế giới đó. Mã Vạn Quốc không giấu được tia đắc ý trong giọng nói. Nhân vật máu mặt đó là người như thế nào vậy ba? Vì sao anh ta lại đột nhiên mua nhiều cổ phiếu của tập đoàn Đằng Phi chúng ta như vậy? Mã Thế Siêu lên tiếng, hỏi một câu. Trước mắt, ba vẫn không biết nhân vật máu mặt đó là ai, nhưng anh ta đã mua lại cổ phiếu của tập đoàn chúng ta, chắc chắn là vì đã nhìn trúng tiềm năng của tập đoàn Đằng Phi. Ba đã cho người đi điều tra thân phận của nhân vật máu mặt đó rồi. Có lẽ chúng ta sẽ sớm liên lạc được với anh ta thôi. Ba cũng đã tính toán xong cả rồi, ba ngày sau sẽ mời anh ta ăn một bữa cơm, để chúng ta gặp mặt làm quen, chắc hẳn anh ta sẽ không từ chối đâu. Đến lúc đó, con hãy trở về sớm hơn đi, nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn có lại cũng khó. Mã Thế Siêu nghe thấy Mã Vạn Quốc nói vậy thì lập tức mỉm cười, nói, ba yên tâm đi, đến lúc đó, con nhất định sẽ đến đúng giờ. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Trên mặt Mã Thế Siêu lộ ra biểu cảm vinh vinh váo váo, lẩm bẩm một câu, tập đoàn Đằng Phi rất nhanh sẽ tiến xa hơn. Khi đó ở thành phố Y này sẽ không ai đủ tư cách đụng vào mình nữa. Tốt nhất đừng để tao gặp lại mày tên nhân viên ngu ngốc đã đánh tao,
nếu không đến lúc đó, tao nhất định sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Diện đang chơi đùa với Nặc Nặc trong phòng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh giao Nặc Nặc lại cho Hứa Bích Hoài, sau đó đi đến nghe điện thoại. Người gọi điện thoại đến là nhân viên công tác của quan lĩnh. Nhân viên nói rằng, người của tập đoàn Đằng Phi muốn mời Lâm Thanh Diện ăn một bữa cơm, nên gọi điện hỏi ý kiến của anh. Lâm Thanh Diện không ngờ người của tập đoàn Đằng Phi lại muốn mời mình ăn cơm, đoán chừng là cho rằng, anh mua lại số lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn họ là vì muốn đầu tư. Nghĩ đến chuyện của Mã Thế Siêu còn chưa giải quyết xong, gia đình này đúng là hoàn toàn không coi lời nói của anh ra gì mà. Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tập đoàn Đằng Phong này. Cho nên, Lâm Thanh Diện bèn bảo nhân viên công tác của quan lĩnh chuyển lời giúp anh, nói rằng anh đồng ý lời mời của tập đoàn Đằng Phi, và đến lúc đó, anh nhất định sẽ đến. Đợi đến ngày đó, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ để Mã Thế Siêu biết rõ một đạo lý, không nhớ kỹ, thì chắc chắn phải trả một cái giá thật đắt. Vừa cúp điện thoại xong, điện thoại lại nhận được một tin nhắn do Tổng bộ Chúng Thần Điện gửi đến. Sau khi nhận được tin nhắn này, Lâm Thanh Diện không khỏi cau mày. Bên trên nói rằng, kẻ xếp thứ hai trong bảng treo thưởng của Chúng Thần Điện Vân Tử Họa, gần đây hay thấy lảng vảng ở thành phố Y. Trước mắt, anh ta có ý đồ gì thì vẫn chưa thể biết được. Mà Từ Thần ở đảo quốc xa xôi vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung với Vân Tử Họa. Sau khi biết được tung tích của Vân Tử Họa, Từ Thần đã lập tức đến thẩm thị. Tin này là Quý Trường Thanh đặc biệt bảo người gửi đến cho Lâm Thanh Diện. Ông ta biết khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện vẫn luôn ở thành phố Y, cho nên mới bảo Lâm Thanh Diện giúp đỡ, để ý đến chuyện này. Nếu có cơ hội, thì hợp tác với Từ Thần, thủ tiêu Vân Tử Họa. Vân Tử Họa được xếp ở vị trí thứ hai trên bảng treo thưởng, điều đó chứng tỏ, thực lực của hắn ta không hề tầm thường. Hơn nữa, nghe đồn, Vân Tử Họa thật ra là người cùng thời đại với Từ Thần và Quý Trường Thanh, nhưng vẻ ngoài của hắn ta vẫn duy trì ở dáng vẻ hơn 20 tuổi. Quan trọng nhất là, tên Vân Tử Họa này tương đối yêu cái đẹp, hắn ta còn chăm sóc da tốt hơn nhiều so với một số cô gái hơn 20 tuổi. Không ai biết, rốt cuộc hắn ta đã làm cách nào để có được vẻ ngoài như vậy. Ban đầu, sau khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy tin về tên Vân Tử Họa này, trong lòng anh lập tức nảy sinh cảm giác không cách nào chấp nhận được. Vừa nghĩ đến một người đã hơn 100 tuổi, nhưng bề ngoài lại trông giống như mới hơn 20 tuổi. Hơn nữa, một người vô cùng đỏm dáng, óng ẹo xuất hiện trước mắt mình, điều này khiến anh không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi khắp người. Không ngờ tên Vân Tử Họa này lại chạy đến thành phố Y, điều này khiến Lâm Thanh Diện hơi lo lắng. Dù sao, một lão yêu quái sống hơn 100 tuổi đột nhiên xuất hiện trong xã hội, lại còn biết dùng vài thủ đoạn khác người, điều này đương nhiên sẽ gây ra những thiệt hại không thể nào lường trước được. Mà hiện giờ, Lâm Thanh Diện đã là điện chủ của Chúng Thần Điện, do đó anh đương nhiên phải có trách nhiệm ngăn ngừa nguy cơ này xuất hiện. Trong tin nhắn nhận được, có quỹ đạo hành tung của Vân Tử Họa. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào những quỹ đạo đó một lúc, suy đoán nơi mà Vân Tử Họa có khả năng sẽ xuất hiện. Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Bích Hoài, bởi vì Nặc Nặc cần nghỉ ngơi, nên hôm nay họ không có kế hoạch gì cả. Hiện giờ, xuất hiện tình huống này, Lâm Thanh Diện muốn để Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc đến ở trong khách sạn. Còn mình thì đi ra ngoài tìm kiếm thử xem có phát hiện ra dấu vết của Vân Tử Họa không. Sau khi giải thích cho Hứa Bích Hoài nghe, Lâm Thanh Diện bèn một thân một mình đi ra khỏi khách sạn. Quỹ đạo hành tung của Vân Tử Họa không trùng khớp với vị trí của khách sạn Intercontinental, vì thế Lâm Thanh Diện cũng không cần lo lắng Vân Tử Họa sẽ tìm đến khách sạn Intercontinental, dù sao anh và Vân Tử Họa căn bản cũng không quen biết nhau. Đi đến đường bên ngoài, Lâm Thanh Diện bắt một chiếc xe, rồi đi về phía khu vực trong thành khác. Suy đoán từ những thông tin đã biết, mấy ngày nay, Vân Tử Họa đều xuất hiện ở cùng một quán bar, cho nên Lâm Thanh Diện định đến quán bar đó thăm dò tình hình trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1020.